Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe thiên phóng sự Làm tiền của tác giả Trọng Lang. Chuyện được xuất bản bởi nhà xuất bản mới năm 1942. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 1 Phần thứ nhất tề nhân bắt đầu tôi gặp n một người thuộc về hạng mà họ gọi là hạng người nước tề nghĩa là không việc làm không nhà cửa hẳn hoi nhiều vợ nhiều nhân tình và tối nào cũng đi hát cô đầu ai hắn cũng làm quen được vì vậy cho nên tôi được quen hắn vào một đêm kia được cùng ngồi với hắn trong một tiệm nhảy cốc rượu đã hồ vơi hắn vẫn chưa nhảy Tôi vẫn cố ý đợi xem hắn nhảy thế nào trong bộ âu phục màu gạch đắt tiền. Bài kèn vừa hết, mấy phụ nữ Trung Hoa kín đáo trở về chỗ ngồi. Một cô mềm dẻo, nõn nà nhất bọn, lách mình qua chỗ chúng tôi ngồi. N bắt chéo chân trên ghế, nghiêng mình nhìn cô ta, thong thả nói một câu. Chỉ sai kỳ hậu à? Cô này ngảnh lại, nhìn hắn mỉm cười. Thế là hắn dịch ghế gần bên tôi, cái điều bộ kiều hánh hồi nãy mất hết Hắn chỉ còn là một gã láo cá Lém lình Những lời hắn nói sau đây chứng lời tôi Ông biết nhảy đâm Đành rồi Nhưng ông không biết nói tiếng tàu thạo bằng tôi Tôi không biết nhảy Nhưng mà Thiêu tá sản Nghĩa là nhảy đầm Xin hỏi ông Có ích gì Chỉ tổ mất tiền tôi Mặt hắn ghé vào tận tai tôi Cần hơn hết là phải biết tiếng khách Trung Hoa Đang là một con hy sinh khổng lồ ở châu Á Dây máu an phần Tội gì mà không làm tiền Nhưng từ thủa họ đô hộ ta đến giờ Không lúc nào ta biết tiếng tàu cần hơn là lúc này Rồi N đếm bằng ngón tay từng khoản có thể làm tiền được Hiện giờ có một gia đình khách độ hai chục người Giàu có và cao quý ở Long Châu Tiếng bom nhật làm cho họ bổ nhau về Hà Nội Hà Nội chưa hết nhà cho thuê Nhưng chỉ còn nhà giá thật đắt Đắt họ không cần Nhưng mà đồ sộ sạch sẽ quá Họ liền đổ về ngoại châu thành Về tê Vì có lẽ ở đây láo nháo Vừa bẩn vừa sạch Vừa sang vừa hèn Giống Long Châu hơn Hà Nội Tìm cho họ một cái nhà độ hai chục một tháng Quảng mấy cái bàn ghế Bát đĩa vào đấy Rồi cho thuê lại độ ít nhất cũng bốn mươi hay năm mươi đồng không khó gì họ sang thật nhưng họ lại muốn giấu cái sang trọng trong cái luộm thuộm để sống cho được yên ổn rồi còn biết bao nhiêu thứ làm tiền của họ nữa mua bán hộ đưa họ đi chơi dạy họ nói tiếng pháp tiếng ta ở bên tàu một đồng bạc chỉ đủ ăn sáng sang đây thật ra một đồng bạc những hai con gà ta cho họ một con họ cũng hả lắm rồi n chỉ tụi phụ nữ tàu đang ngồi thành dãy dài ở cuối sân Mấy ả này hiện đang nuôi sống một gia đình An Nam Một ông thuê được một cái nhà có độ hai chục ở phố này Ông ta nhường cho tụi các cô ả cả nhà Với vài cái giường bàn ghế Lấy 45 đồng một tháng rồi đi ở đâu không biết N thay điếu xì gà khác Hút vội luôn bao bốn hơi Như một đứa trẻ tập hút Hay là như một anh giàu lòi Hắn ngạnh bộ mặt xương sầu Xạm một cách ghê gớm trong bầu ánh sáng đỏ về phía tôi Bao thầu trầu hát Hơi rượu lẫn hơi xì gà Tạt cả vào mặt tôi Mặt hắn quắc sáng như mắt một du côn xà Đang kể thủ đoạn thùa trẻ Cây hứng khoe khoang đã cao tột bực Nhưng giọng hắn vẫn nhã nhặn thong thả như thường Còn nữa Đã thôi đâu Một đêm có hai ông khách lạc xương xóm này Say rượu Đi tìm dễ cái Dễ cả kê Để chỉ tụi gái chơi Lại cố như là bạn hay là nói cho đúng hơn Bạn hàng của tôi Tôi đưa vào một nhà hát quen Làm thông ngôn hướng đạo Nhưng được phép làm chủ chầu hát đó Vì hai ông kia chỉ biết có hai tiếng An Nam vẻn vẹn Tiếng ồ với tiếng à Để chỉ chầu hát đó Hai ông bạn vì đã được hầu hạ một cách đầy đủ Nên hệ hắn đưa tôi năm chục Tôi bỏ túi ba Năm chục là một hạt bụi cạnh cái đống bạc của họ Kể cả mấy con công mà họ đã rúi ngầm cho các chị em chưa hết ạ à. và còn việc này nữa chập tối tôi ngỏ ý muốn mời vài ba người bạn an nam hai ông bạn khách hết sức hoan nghênh tôi liền chạy đi tìm được ba thằng thuộc vào cái hạng bè bạn cứ chập tối là mua áo chỉnh tề ngồi trực sẵn ở nhà để bất cứ ai rủ đi đâu cũng được tôi điều đình với họ mỗi thằng bỏ ra ba đồng để tôi bao thầu tôi sẽ đưa đi hát một trầu có cả sâm banh bích quy xì ga chín đồng ấy tôi bỏ túi N nhai cái đầu điếu xỉ gà Uể oải nói Mặt tôi chữ điền mà điền vô nhất thốn Đàn bà lại là hạng người Mà tôi phải phụng dưỡng nhiều nhất Thì thế tất phải vậy Rồi N cười như một người say rồi Liếc nhìn mấy nét săn Làm dịu yếu bộ mặt gân guốc của hắn Tôi thấy một vẻ buồn thoáng qua Chúng tôi ngồi cho đến lúc đã thấy cái vô nghĩa của đêm nhảy dài quá. Các ông nhảy, các cô nhảy mồ hôi như tắm, đèn điện như nhạt thỉu đi trước một phường đông màu lửa và chúng tôi ra về mấy hiệu cao lâu một cái quán rượu tây vẫn còn sáng sủa tỉnh táo như lúc chập tối tôi hỏi n ông về ngủ thôi chứ n mỉm cười tôi vốn vô gia cư thì đành là ở đây đêm nay thôi n chỉ hai dãy nhà cô đầu tất cả các hợp đàn ở đây dù chật đến đâu cũng còn có chỗ cho tôi đặt mình Tôi tuy vô nghệ nghiệp Nhưng phần nhiều không mấy tối là tôi không làm chủ một chầu hát cả Mỗi chầu từ năm đồng trở lên N ghé mồm gần tay tôi Ở đây là tổng bộ tham mưu của một sòng bạc Tôi giữ một trọng trách Tìm chỗ tụ họp trước khi khởi hành Sát phạt nhau ở một nơi kín đáo hơn Tiếp đại khách con bạc Và vây viết, À nói ăn niếc Vì tôi có một tài mọn này còn bạc nào nghe tôi ăn nói Thì ít nhất cũng yên trí và can đảm hơn lên nếu nó sát Vì nó sẽ tưởng rằng Tôi ít nhất cũng là thư ký riêng Hay là con nuôi ông tránh cẩm nào đó Nếu không là bạn thân của ngài Thì tội gì mà ta chẳng tìm nhà cô đầu để mà tụ bạ nhau Tối nay nhà này Tối mai nhà khác Tùy cái hứng của tôi Tiền chi đã có hòm hồ N cất cao giọng Hát mà thôi à lại chén nữa, lại chấm mút là khác. Chấm mút thì chỗ nào chả có. Nói đến chữ chén, N có vẻ nghĩ đến ăn, hay là một cái gì gần như ăn. Hắn bảo nhỏ tôi. Hay ta vào đây mà tả sủi vậy? Tôi ngẩng nhìn cái quán rượu Tây độc nhất của phố này. Chỉ thấy có hai cái biết động đậy mà thôi. Mà lại động đậy đủ để cho tôi biết, đó là một thứ chưa chết. Trong một cái gì chết rồi Nghĩa là cái quán rượu đó Chống trải và đượm một vài buồn riêng Cùng với cái buồn tê tái của hai cô họ nuôi để tiếp khách Tôi ngại ngùng quá Hai cô liếc ngang nhìn chúng tôi như nhìn cái máy nước xế cửa N bảo tôi Hay là để khi khác vậy Vì tôi thấy ông buồn ngủ quá rồi Nhưng mà tôi xin nói cho ông hay rằng Ở đây họ cũng biết làm tiền lắm vậy Một cốc hay là một tập cà phê Một bát hay là một miếng mì bò từ ba hào trở lên một cái nem hay là một ngón chân cái năm xu nhưng đã có cái khác bù lại thuốc viện và hai cái máy phát sự buồn ngồi đó về thuốc viện tiền thuê bàn đèn tiền thuốc viện về gái tiền phong bao gần ngang một chầu chay hay là hơn nếu ông cao hứng n còn nói nhiều nữa tôi nhớ nhất câu này sau khi tôi bắt tay từ biệt hắn chắc ông còn nhớ câu tiếng khách chỉ sai kỳ hầu mà tôi tặng cô phụ nữ tàu buổi tối. Đó là một câu dùng để khen tặng đến cực điểm. Cô ấy đã mỉm cười. Duyên tái kiến biết đâu chẳng vì câu khen đó. Ở đời không phải chỉ có nhà băng mới làm ra tiền. Cái gì cũng làm ra tiền cho mình cả. Từ một cục phân dở lên. Huống hồ là cái sắc đẹp của cô nhảy tàu mà tôi sắp sửa quen đây. Tôi đã sống gần trọn đêm bên cạnh một người sống nhiều quá. Cái phong vận của hắn đã làm cho tôi một suýt nữa coi đời là đẹp đẽ hoàn toàn Một anh tránh làm tiền Người ta đã giới thiệu tôi với anh Quy Một gã du côn dở Ở KT bằng một câu Hắn là một thằng tránh làm tiền Trong một gian nhà lá Hồi ẩm như một cái nấm đất Bên cạnh khay đèn Hắn lại tự giới thiệu với tôi lần nữa Đàn em thuộc về phe lao động thực đấy Nhưng mà tam đẳng nhân tam đẳng vật phải tùy từng mặt lao động mới được hắn vênh mặt lên gần bên đèn buộc tôi phải nhìn tôi ngắm và thấy bộ mặt đó lẻo và nhọn như mặt một con rơi lại lỗ chỗ lại sần sùi gớm chết nhưng mà lại còn to đối với một mẫu người khô đét tùn hoàn bộ môi mỏng xám xịt luôn luôn cố ý chế sệ xuống một bên như của một người muốn khác hẳn mọi người hay là để khoe mấy cái răng quái thay lại thật to đều và không bẩn lắm cái bộ tịch đó hắn giảng bằng mấy câu tôi tám tắt sau đây kể về nghệ thì đàn em cũng biết đôi chút ít thuốc phiện thì hút thả cửa cũng được tiểu yêu dưới trướng độ mấy thằng ba lăng căng kể về tiếng tinh đàn em thì ông xem có còn kém gì cái mõ gõ kêu vang cả một huyện hoàn long này chỉ còn có bộ răng này thôi theo lời sư phụ truyền lại đối với một dân anh chị thì đáng phải cưa nó đi mà bọc nó lại bằng vàng kia đấy một tiếng đàn ông tự bếp đưa lên như tự một cái mà ướt át nó lè nhè và trầm quá chẳng vàng thì trắng răng bản quốc cho trắng nhờn dễ thường không phải là răng kẻ anh hùng à anh quỳ ra máy nước còn chán con bám vào răng mà chết vì tình được tôi xin thú thực rằng chưa có một cuốn sách nào cho tôi vui bằng câu chuyện vô lý một cách có duyên đến thế họ đã cho tôi biết thiết thực hơn một câu kinh Cây thú của đời sống tối tăm trong một chỗ vô cùng tối tăm quy đã ngồi xổm chui đầu vào giữa hai đầu gối mà đánh sái bắt đầu hắn kể đến khoa làm tiền kể thì đàn em không có vợ dạy con thơ lôi lôi thôi thôi gì cả đàn em sống độc lập thế mà cũng tốn phải biết một ngày sèn cũng năm sáu hào là ít một anh chị như đàn em kể thế thì cũng khí còm quá nhưng nói ông bỏ lỗi. Bất cứ một tay có học nào mà vào địa vị này, liệu sống hay thác? Theo lời tôi dục, hắn lại chề môi dưới xuống. Làm tiền? Thì có thiếu gì cách? Có vạn, có vạn. Ăn cắp, ăn nẩy. Không bao giờ và nhất định khinh ra mặt. Chỉ làm tiền thôi. Mà lại ít khi khó. Nếu mình có một lũ yêu dưới trướng, thường thường có hai cách chính đáng. Hắn nói vậy, thứ nhất ở đầu phố có tụi thò lò bảo mấy thằng ốm o đó cho giật tạm mỗi ngày vài hào đằng sau câu hỏi cười cười lại có mũi dao và quả đấm đau đau thì mấy mà các anh không phải vì thiêng không đưa còn sống mà ăn sẵn thứ nhì thả tụi yêu cho đi làm an tản ra các ngả trong một ngày mấy mà không có anh mất ví có hai thứ một thứ là tiền và một thứ là thẻ thuế thân Giọng nói của hắn bỗng hạ xuống Thân mật hơn Ai lại ông ạ à? Có một lần hội tây Lũ yêu khuân về cho đàn em toàn một giống những thẻ là thẻ Đến 10-12 cái Thì để đấy Ngại gì Thẻ cũng làm tiền được như thường Xem anh nào không có thẻ Bán cho một chiếc để mà độ thân Rẻ lắm cũng phải đồng bạc Đồng bạc còn hơn phải lặn lội về quê về kiếp Tiền tàu tiền bè lôi lôi thôi thôi còn một cách nữa là nói về thẻ xem có anh nào bạn nhặng đáng ghét bảo yêu nó dình cơ hội móc luôn của anh chàng cái thẻ củ cậu chỉ bạn nhặng rằng chứ thật ra sợ đổi xếp và bóp gác bằng bố thì mấy mà chả phải chuộc cái nghề thế người mình nhất là những anh không có chữ có ai thích thưa gửi lôi thôi gì đâu mất thẻ thì chuộc thẻ giải thì mua cho nó tiện sớm tối còn gặp nhau để mà sống yên ổn như thường kia mà Hắn đã vê được 10 viên sái Kéo quần lên quá đầu gối mà quạt phành phạch Rồi nói tiếp Kể làm lúc cũng khoái Có con mụ ghen ghiếc lăng nhăng Nó đến thuê mình dã cho con mụ khác một trận Hay là nhét phân vào mồm cũng được Tội bạ đâu nó chịu tất Hai tờ, ba tờ Có khi cả một con công to đưa trước Mình cứ việc đàng hoàng Hút cho đến lúc hết bán cả mấy phơ đó Rồi lại lò dò đến nhà con mụ Mà mình phải dã kia mà kể hết với nó nó tức lắm Và cũng ghen ghiếc lôi thôi gì đó Nó thuê luôn mình giã lại con mụ thuê trước một trận Cứ thế khứ hồi mà mình sơi mãi cả hai đằng Cho đến lúc lộ tẩy Chúng nó tự dã dạ nhau lấy Và chửi cho đàn em vuốt mặt không kịp Hàn tóm câu chuyện bằng ba tiếng Cần đếch gì? Tôi thấy tất cả cái đê tiện ngây ngô trên màu anh hùng dơm đó. Ông thợ đặt máy nước, từ trong bếp lom khom bước ra một người đem theo ra ấm nước sôi với cái nóng ngốt người người ấy được anh quy giới thiệu là mới nghiện không dâu nhiều tóc bạc quá hòm hem quá tôi trông ghê dọn như trước một cái gì sắp chết đang bò thật ra chỉ là một gã chưa già lắm đời sống tám trong ba tiếng đói khổ và nghiện quy gọi người đó là bác cả và cho hút một điếu phải nhìn mới hiểu được cái phút cảm động bác đã cho tôi biết khi bác lập cập vô lấy dọc tàu. Chưa chi bác đã nhắm nghiền mắt lại, khoan khoái trước khi hít khói và cuống họng. Bác không kịp nằm hẳn xuống nữa. Rồi bác đã nằm thẳng càng, đôi mắt mở trừng trừng, in hệt một người phải cảm. Quỳ chỉ bác cả. Trước đây ông cả nhà tôi cũng láo tôm láo cá, làm tiền đủ khóe, nên bây giờ dày đầy đấy thôi ông ấy muốn làm thợ thiếc, chuyên đi hàn chữa và đặt ống trì máy móc. Mỗi khi ông ta đặt một đoạn trì nào thì láo chưa, ông ta lại nhét vào trong ống một hòn sỏi nho nhỏ. Nữa cứ chảy mãi, ở hòn cuội rêu mọc ra. Này tí, mai tí, đền hóa ra to tướng rồi làm tắc ống trì. Nữa không chảy được thông. Thợ khác đi chữa chẳng biết đường nào mà mò, lại phải chịu đến ông cả nhà tôi. Ông cả chỉ việc tháo trì, lấy hòn cuội ra là nước lại chảy như thường nhưng ông cả có làm đâu ông lau cạo sạch hòn cuội đi cho nước có đường chảy rồi ông lại lắp hòn cuội vào trụ cũ như thường có thế thì rồi máy nước mới lại tắc ông cả mới được người ta mời đi để mà làm tiền quỳ ngoảnh mặt về phía bác cả vỗ vào bụng bác mà cười hỏi phải thế không quan phó làm tiền cái vỗ đó làm bật ra một tiếng có lẽ từ chỗ bị vỗ bật ra nó như đã lọc qua nhiều chỗ sâu nát để chỉ còn là một tiếng rên trong trèo. Có thế ạ. À? Quy tiện tôi ra cửa bằng một tiếng cười. Đêm đó hai người đã được đủ nghiện mà không phải hút đến sái tư. Tối sau tôi lại dò đến với cái cảm tưởng này xem hai cái chết sống trong mùa đêm nay ra sao. Không ngờ trong gian nhà chỉ còn đợi chờ rụp đổ đó lại đông người quá. Bên cạnh Quy và bác cả. Tôi thấy thêm hai người nữa, ăn vận tây, còn trẻ, nghiện thuốc viện từ chân cho đến tóc. Họ đón tôi bằng con mắt lờ đờ, rồi không nhìn tôi nữa. Họ như chỉ cố sống để nằm mà không ngủ, hay là ngủ mà không nhắm mắt. Tôi ngồi đã được 5 phút, một người trong bọn bỗng ngồi nhồm dậy, nhảy xuống đất, xuống tấn đấm vung lên một hồi như một thằng điên, rồi lại lên giường, nằm thẳng càng mà thở dốc lên. Quy vì chỉ có Quy Cười xè xè ra dáng thảo lắm Ai chà chà Thiếu lâm Đứng Tấn với tiếc Thế mà dám vác lên tận lở S để lòe bà con trên đó Một người trả lời Quy Mẹ kiếp Các anh mày làm tiền mà lị Không sợ làm mất lòng ba người Quy kể luôn cho tôi nghe Nói thế này ạ à, Ba sư này là ba anh chóp bu Đứng đầu một đảng càn long chợ phèo các anh biết cải lương gì rằng Thế là rủ nhau lên lò S Thuê dạp diễn luôn mấy tích cải lương Có đánh võ toàn đồ thật Nghe đầu như ít người đi coi lắm Sợ phải nhịn đói quốc bộ về Hà Nội Các chàng liền xoay Giữa lúc diễn Các chàng tổ chức cuộc mãi võ Phạt cáo bạch thách cải tình có ai giỏi võ Thì lên mà đấu với các ông nghiện ấy Tôi ấy người xem đông lắm Các anh đang hí hưởng múa may quay cuồng thì có hai thằng khách lực lưỡng nhảy sổ lên đài, đòi đấu. Cả anh hoảng quá, liệu lời nói để chuồn và hẹn đến tối sau. Hai anh khách vớ luôn lấy binh khí, múa một bài trước mũi các cậu, cho các cậu hiểu thế nào là võ tàu. Hôm sau các cậu cuốn gói từ sớm, đến bây giờ còn kêu rằng, tí nữa thì nó cho học máu mồm. Kẻ anh chẳng đâm gió ban nãy mỉm cười. Phải, bây giờ nghĩ đến hãy còn dần mình thon thót mới chết chứ. Nam Hòn Bi Tôi không thể không ngắm mấy người còn ít tuổi đó Nhìn họ đang nằm như chết rồi Trong khói thuốc viện Hòm hèm quá và thiểu não quá Tôi không thể tưởng tượng được rằng Mấy người mong manh đó đã dám cởi trần Để múa một bài quyền mãnh liệt trước công chúng Có người đã đấm gió lúc nãy có tên là Hát Bỗng ngồi nhòm phát dậy Tỉnh táo như không Tôi tưởng hắn sắp sửa giờ một lối điên gì nữa đây Hai con mắt dữ tợn gắn sâu vào trong bộ mặt gầy gò, nhìn trầm chập về phía tôi. Hắn sắp sửa nói, hắn sắp sửa đấm đá tôi. Thật ra hắn nói mà nói rất nhiều. Vài ngày phiêu lưu, sương gió để đợi thuốc viện. Thuốc viện đến, đợi quên, quên không đến. Sướng trong khổ, đó là mấy cái khoái về già. Tuyệt nhất đời cho một người đã biết hết các thứ khoái làm bèm ở đời rồi. Hắn không xuống dòng khi nói đến cái đấm ở LS. S vừa hát cải lương vừa diễn võ, vừa làm cho ảo thuật. Về môn ảo thuật thì lại giỏi ngang với môn võ. Nghĩa là chỉ để đủ loe một lũ mường. Hắn hất hàm về phía tôi. Mường có nghĩa là thộn. Ông cũng có thể làm mường được. Một khi ông đã được ăn no. Nhất là cơm tây. Và trong túi có rất nhiều tiền rồi. Thộn những lúc này trả hạn. Tôi chỉ ở ra trước một lũ thộn năm hòn bi. Tôi dơ lên cho bọn họ coi. Tôi gõ vào một cục gạch cho họ biết không phải là giấy bóng. Rồi tôi ném thật nhanh từng hòn bi một. Thì ném đi đâu mà chẳng được. Quý hồ đừng lạc vào giữa sống mũi một ông ngồi xem mà thôi. Thế là năm hòn bi biến mất. Tôi rêu rào. Đố người nào biết chúng nó đã biến đi đâu. Trước một lũ mồm há hốc, tôi tươi cười trịnh trọng bước xuống. Lại gần một ông Tây có thể là một ông quan to to được kính cẩn, bởi ông thả tay vào túi ông Ông theo lời tôi một cách ngây thơ Ông gieo lên Thì ra năm hòn bi đã nằm tròn trong túi ông Thiên hạ nịnh ông quan to to kia cũng có Và muốn nịnh tôi là tài tình cũng có Liền vỗ tay rầm lên Thì có quái gì đâu Và họ có tự biết cho họ là mường đâu Trước khi dở cái trò bi ấy Tôi đã phái một thằng trong tụi đến ngồi gần ông Tây đó Vì tụi ông ta to Và nhất là ông ta đã không láo cá như tôi lại đứng đắn không nhìn ngang nhìn ngửa. Dình lúc vô ý, nó bỏ năm hòn bi vào túi ông rồi đứng lên. Tôi thấy nó đứng lên là tôi hiểu rồi. Hòm đâm người Nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp. Đó là một khóe làm tiền giáo đầu dễ dở nhất. Được thiên hạ tin, rồi tôi có thể cho ra khóe này nữa. Do cái óc sáng suốt của mình tự nhiên nghĩ ra, như các ông làm thơ xuất khẩu vậy. Đó là cái trò đâm người trong hòm, tức là chó một người đút vào hòm khóa lại, rồi lấy kiếm đâm ngang dọc, suốt qua hòm mà không phạm đến người bị chói đó. Hòm vốn có nắp mở tứ phía, phía nào cũng có thể ăn thông với ván sàn được. Sàn ván lại ăn thông xuống phía buồng trò, ăn mặc cho ngồ ngộ một chút. Tai gài nén hương cho có vẻ một bác phù thủy mường, rồi ra rêu dao mời một người tình nguyện lên cho mình chói bỏ vào hòm thường thường thì anh bị trói làm trò vẫn là cùng bọn nhưng có khi gặp phải hai hạng người ngủ không quen biết nó xông lên chịu cho mình làm trò nếu gặp một anh hắc búa lao cá láu tôm thì đành phải hy sinh vậy nghĩa là rúi vào tay anh chàng vài ba phơ để anh ta lờ đi hộ và để cho mình muốn làm gì thì làm tự nhiên vừa được tiền mà chẳng đau đớn gì lại vừa làm phúc nữa thì tội gì chẳng lờ hộ cho người ta nếu gặp một anh ngu độn thật thà thì tròi bánh anh ta lại cho thật chặt cứng, rồi bỏ dốc ngược anh ta vào hòm. Cho anh ta thoạt đầu đã phải đau như dần và hoa cả mắt rồi. Mở nắp hòm ra, ở dưới sàn, đưa gậy lên mà xỉa cho anh ta một trận. Gọi là không lạnh mà xin ra à. Có anh ra ngoài kháo dầm lên rằng, hòm có ma nó cắn đau ghê đau gớm, đau cuống người lên. Đó là mới soàng có hai khóe trong một trăm một nghìn khóe làm tiền khác nữa. N giết hai hàm răng lại, trong ánh đèn lờ mờ Tôi thấy hai mắt hắn tít lại Và như lui mãi ra xa Hắn cười Làm được tiền của thiên hạ không phải là không khó nhọc Dù trước một cái quần chúng rất mương Lời nói của hắn như hà một mối hận Hay là hắn đã quen mồm nói như những người ghen ghét Đêm đã khuya lắm rồi Người trai trẻ nằm bên hát Tự nhiên ngồi dậy Đầu rũ trên khay đèn như người ngủ gật Và nối lời một câu bằng giọng cải lương Sài Gòn hùng buồn, tả cái phút chót của hạng võ trên bến ô giang. Đầu anh chàng này to ngang, gần liền với vai. Mồm hắn rộng ngang với cằm. Hắn ngồi gù xuống. Tôi trông hắn như một người vuông. Tôi buồn miệng phì cười. Hắn bỗng đảo mắt nhìn tôi, tuồng một cách lạ, và hỏi tôi một câu chẳng tuồng một chút nào. Như y vào lỗ tai ngài phòng. Tôi vội đáp. Giọng ông đi sàng dê buồn lắm. Hắn lẩn thần nhìn cái gì không biết rồi nằm xuống lầm bầm. Giọng tôi buồn. Phải, vì buồn nên mới sơi cơm tủ mãi đến sót cả lòng cả dạ. Hát phải giảng giải cho tôi hiểu. Giọng ông anh tôi buồn nên có mợ cảm. Ông anh tôi liền yêu mợ tôi, tùy kép đã vô số vợ và một nút con rồi. Người ta cho là ông anh tôi hiếp mợ tôi và cho luôn vào nhà pha. Cả hai người đã nằm cả rồi gác tay ôm nhau, cùng lấy sức để nhắm mắt lại. Tôi đã thấy hai gái đĩ tự nhiên ôm chặt lấy nhau mà khóc rừng sức. Hai người này hình như lại không khóc được. Tôi thấy rõ rệt rằng tự người họ có một cái ghê gì gớm lắm muốn phát ra thành tiếng kêu, tiếng cười hay tiếng chửi. Trong giảp hát Tôi chú ý đi tìm anh N. Một tay mới nổi dầu một cách đột ngột. Tôi không gặp anh ta nên chỉ còn cách vào dạp hát để kiếm giữa người xem và con hát một cái bọc lầm cầm của lịch sử. Tình cờ tôi được biết một khóe làm tiền, kể cũng khéo. Cái vui sướng của tôi là được ngồi thuể thoải, nhưng chỉ trong một giờ thôi. Trên ghế dài sàn những đất cát vụn ở hạng bét, dựa những bắp vế gân guốc và không mấy khi giận dày guốc, dựa những quần áo nâu hôi hám mà người ta tha từ chợ từ bến tàu vào một quần chúng chất phác đã từng ở đấy làm cho tôi cảm động khi họ gọi khổng minh là cụ và tào tháo là thằng sự thật của họ có khi lại nanh ác nữa nước mẫu gì ui chà chà bà tôn phu nhân sáng ngày ông thấy chạy nhặng đi mua trà trâu chân to bằng cái chỉnh mặt đen như tây thâm hay là cái thằng ăn cắp kia đi nhà thổ quịt bây giờ sám vai vua phiên rõ thối hay chưa ghế trên có người suỵt Họ bảo nhau thật to Xuyệt cái thá gì thế Một thằng bé ngẩng cổ rít lên mấy tiếng lọ thế Nó đã thụt xuống hẳn gầm ghế Giả vờ trốn rồi lại nhô đầu lên Tôi thấy mắt nó toét Lưỡi nó thẻ thật dài Mọi người khúc khích cười Trên sân khấu Vai trò vẫn khóc sướt mướt Sau khi đã đẻ ra một con búp bê Không ai hiểu họ diễn tích gì cả Nhưng mà cũng cứ xem khi một quần chúng cần phải xem tôi nhìn ngần ấy thứ đã thấy thú vị hơn tất cả các vở kịch của lịch sử nhưng mà cần phải ngồi hạng bét và hơn nữa để được gặp một anh chàng đi xem hát không bao giờ mất tiền tôi đã mời hắn một điếu thuốc lá đáp lễ lại hắn đã cho tôi nhìn một bộ mặt bơ phờ hai hàm răng cải mà một cái mồm rúm lại để hít khói thuốc một cách khó nhọc thật buồn cười và nhất là những câu chuyện khoe khoang rất ngây ngô Cháu à? Thì cháu đã ra vé sót đi rồi chứ còn gì nữa. Mỗi tối ít nhất là một vé. Một tháng ba mươi vé, thì một năm, hai năm, ba năm, có phải là một thúng không? Ba quen người soát vé. Thì đã đành rồi, hôm nào khát nước thì hai vé, một vé để vào xem, một vé đem bán lại lấy hào chỉ. Mà ngay trước mặt ông chủ, cháu cũng có cách lấy vé như thường. Hắn hít thuốc lá đến tí nữa sặc, trịnh trọng trong câu chuyện lúc này hôm nào dạp hát đông quá có ông chủ đứng coi ngay cửa dạp muốn lấy vé cháu lại gần bác xé vé kêu to xin một cái chương trình đem chương trình ra chỗ vắng mở ra sẽ có một nửa vé xé rồi và một cái cát xót ti thế là vào đường hoang tôi lần là hỏi đến cách họ làm tiền vì cách đưa vé đó đã mở đường cho nhiều cách khác kiếm tiền được hắn không ngần ngại nói luôn một thôi Hôm nào dạp hát diễn một tích gì hay một cách ghê gớm thì thế nào cũng phải hết vé từ sớm. Anh em liền làm cách này, có bao nhiêu vé hạng bé hay hạng trên một tí, bỏ vốn ra mua hết. Thành thử vé hạng dưới chưa đến giờ mở màn mà người xem không mua được, lúc bấy giờ anh em mới tổ chức một châu bán lại. Đại khái ba hào bán lấy 4, có khi năm hào 10 vé lại hai đồng, 20 lại 4 đồng, cả tối lại chục bạc. Có phải là lương một ông đốc không? mà chẳng mất gì Chỉ một tí lau cá thôi Nếu không bán hết Tôi hỏi hắn Hắn dì tay vào người tôi mà cười Ông thật thà quá Nếu không bán được thì trả lại cho anh bán vé Không khó gì Hắn bỗng nháy mắt Ông tưởng chỉ có một anh chấm mút mà thôi à Tôi cũng cười Ai biết đâu chỗ mà ăn cỗ đó Chả trách mà trông ông ngốc quá Hắn còn nói thêm với tôi cứ gì ở dạp hát Cả ở dạp chiếu bóng nữa Vô số anh giàu về cách làm tiền đó Chỉ khác là ở dạp chiếu bóng Thì chạy hơn nhiều Hắn đã lưu diêu đôi mắt lại Chung chúng bộ môi dày Và nhìn ngang một cách tự đắc Tôi xin thú thực rằng Tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái Nhẹ nhẹ như tát một đứa trẻ quái gở Lớn sớm quá Và hỗn dược vô cùng Một người ý hẳn đã bị điều bộ của hắn Làm cho khó chịu Nói leo vào Chủ nó biết thì có tù Hắn bĩu môi Tù thế nào? Mà bác thì biết quái gì? Người kia vẫn còn hàn học Chứ lại không tù Tù mê đi Cái bát mềm Các dòng bà không còn ở hồi toàn thịnh Nó bắt đầu nay đây mai đó Cầu bơ cầu bất Nhưng vẫn còn đủ sức cho người ta bán nhà và ở tù Tôi lọt vào một dòng sóc đĩa ở ngoài ô sòng gây trong một gian nhà lá mà họ đã thuê lại được của một người nhà quê nghèo. Quanh cây đèn đất sáng chói, con bà có răm bảy người ngồi xồm, súm xít vào nhau. Một người vào, một hồi chó sủa, một loạt họ ngẩng những bộ mặt xanh lét ngơ ngác lên. Đứng ngoài, tôi trông rõ mấy chục cái tai vô duyên vảnh nghiêng một bên gần đầu nhau. Trong khi người sóc cái như thu cả người lại để nấp sau cái mũi lọ to tướng của hắn. Rồi cả bọn cùng thở dài đều một lượt Nhưng lại ngồi xích thêm lại gần vào nhau một chút Như e ngại trước một việc dữ sắp xảy ra Một bầu không khí nặng nề vẫn trùm lên đầu lũ người ngây dại ấy Những tiếng bạc bán từ 5 đồng rồi hạ dần xuống đến đồng dưới một đồng Người sóc cái sướng bán Lại tự mở bát lấy cho đỡ buồn Mấy lần hắn toàn vứt cả bát ra chiếu Mấy lần sòng bạc muốn tan Một anh hồ lì vuôn vai đứng dậy cười khẩy một tiếng. Cứ vớ vẩn thế này thì tan trầu đi thôi. Hắn kêu một câu. Xịt bùn phố lơ. Lộ vốn lơ. Vào mũi một người mà hắn tưởng là người khách. Hay là ít nhất cũng đi ở với khách. Nhưng người ấy lại là người an nam. Có một bộ mặt ngây thộn gần như ngớ ngẩn. Và ăn vận một cách kỳ dị. Hắn đã vận một cái áo cánh. Một cái quần chật ních, Ngắn cũn cỡn bằng hàng lụa mỏng bom bay đen cũ. Điểm hoa trắng người hồ lì quay ra sực thấy tôi hắn gợi chuyện luôn bao nhiêu tiền vốn bỏ ra mà trông đã chán mớ đời hay chưa tôi cười nghề chơi này vốn gì mới hắn trừng mắt lên hai của một ngày thuê nhà dễ không phải là tiền É sang cho ô tô chạy thấy trận bánh chảy cả ngày dễ không phải là tiền làm sao cho các cụ việc không tám cả lũ dễ không phải là tiền nó ném vào mặt tôi một thôi dễ không phải là tiền Lẫn với một mùi ngai ngái của người ở bẩn Nhưng rồi họ bắt đầu sát phạt nhau Sau khi có một con bạc lạ mặt nhập xong Người này tay cắp cạp xa Ăn vận soàng dĩnh Trông như một thư ký của một nhà buôn nho nhỏ Vẻ mặt bén lén, ngơ ngác Người đó đợi độ giam phút như để ghi lấy những nét mặt chưa quen Rồi sau khi đã đâm bạo Anh ta quẳng vào mặt lẻ mấy hào Tôi nhìn thấy tay anh ta hơi run rẩy và cây gấu áo the của anh ta rung lan tan như có gió thổi mau. Khi anh ta được thông mấy tiếng lẻ. Một giờ qua, nước bạc đã lên đến bờ cao nhất của lúc đó, nghĩa là hai chục hay là hơn một chút. Người lạ mặt đánh đã đến say máu gà. Mặt anh sẫm mồ hôi, đỏ chín dừ, làm rõ rệt vành môi xanh tái. Hai mắt sâu đờ đẫn trong ánh đèn, hàm răng xít lại. Lầm lầm không vội vàng anh ta đang quên cả trời lẫn đất canh bạc lại tẻ dần tôi thấy anh ta thở dài một tiếng ngắn và xảy ra hai ngón tay trước mặt người đứng cạnh một câu hỏi hai chục có thế thôi à anh ta đáp vậy hai mươi ngần ấy rồi một tiếng bạc cuối cùng anh ta cúi xuống màu một lần cuối cùng anh ta vồ lấy cái bát nắm chặt lấy nó như sắp sửa bóp nát nó ra vì anh ta lại thua nữa. Tôi thấy nét mặt anh ta bỗng dịu đi, mồm anh ta hé ra và không ngậm lại như một người phút bị tê dại. Đôi mắt chớp dần nhanh. Giữa lúc đó, họ đã đi mời được bốn năm con bạc mới, hoàn toàn lý toét, sạc sụa những rượu thịt, lại ra vẻ không coi ai ra gì cả. Họ đùn các ông ấy vào, nói đùa thật to. Mấy con mòng này hơi già, nhưng béo lắm bà con ơi được gọi là mỏng. Các ông đó lấy làm thích lắm. Một ông thích đến nỗi khạc rồi nhổ bừa cả vào lưng một người ngồi đó. Canh bạc bắt đầu to bằng ba bốn lúc nãy. Các ông ấy cứ thua mãi, cùng say rượu, cùng khát nước, cùng chết về mặt lẻ. Tôi nghiệm thấy ông thư ký nhà buôn của tôi mặt tươi như hoa, không rời bỏ mặt chẵn và vơ giấy bà không kịp đếm nữa. Thỉnh thoảng lại cười, lại liếc mắt nhìn một cô ả à ăn vận tân thời đứng ở cuối chiếu một cách kiều hãnh. Một lát nữa cả anh, cả cô ả đã biến đi đâu mất. Một người mách tôi. Thằng ngu con đĩ đưa nhau đi rồi. Thằng cha đó mà kết về hậu. Nó được giữ quá. Tôi phải mất công lắm mới hiểu đầu đuôi câu chuyện về canh bà của người lạ mặt đó. Một người quen đã kể lại với tôi. Lúc anh ta mở bát lần cuối cùng là lúc đã nướng hết hơn trăm bà của chủ rồi. Phúc Đức làm sao? anh ta lại móc tay vào lần trong cái bát. Anh ta thấy nó mềm, như người khác thì đã chu chéo kêu bịp dầm dĩ cả sòng lên. Kêu thế chỉ tổ chúng dấu chứng cớ đi rồi nện trong một trận, thì đã làm gì nó chưa? Đằng này anh ta cứ lẳng lặng đợi, cho đến lúc có người nhiều tiền vào đánh. Người đó đánh mặt lẻ thì hắn theo sang chẵn, nghĩa là đánh theo cái, chống với cả làng. Bát đã mềm thì tất cả con bà cũng phải thua mềm người ra. Nhà cái được tất anh ta được, rồi hắn gỡ được hết tiền thua lại kéo thêm về hơn trăm bạc nữa chủ xong van vỉ hắn nhất định một mặt gân cổ lên tôi hãy còn thua nhiều còn phải theo cho đến lúc cái bát của các ngài đang mềm mà cứng ra thì tôi mới thôi sau chủ xong đành phải dùng đến mỹ nhân kế thả con đợi lúc nãy ra cho nó bắt chim cu cậu rồi làm mối cho cả hai bên mẹ chết hai lần tôi đã không mất gì mấy mà được đi sâu vào đời tư của hát nhưng dù sao câu chuyện cũng phải quanh bàn đèn thuốc viện đã trả lại cho đê tính vui vẻ vừa hóm hình vừa mất dạy của hắn giữa vài chục điếu thuốc đê lý luận chỉ có đàn bà đẹp thì bà mụ cố nạn lắm cũng chỉ được một như tây thi ngày xưa bà bé tí ngày nay chứ còn đàn ông tài giỏi thì ít cũng là hai nếu không là ba là cả đàn cả lũ cho nên có tú xuất phải có ba giai, có hát, ông nghe chưa? Phải có tôi đây. Để chép miệng, nói đùa mà như nói thật. Chúng tôi có đại tài làm tiền, và công danh kể cũng đã có lắm, mà cũng chỉ đến một chữ lại mà thôi. Nghĩa là chỉ làm đến ông ký. Đề bỗng đổi giọng. Lúc đó tôi tạm về hưu ít bữa, vì tội ngủ gật trong buồng ông chủ. Còn anh hát vẫn tại chức ký như thường, đời ông ký này có lẽ có một không hai lương ông vẫn lĩnh để tiêu một mình ăn quà thì ông ăn chịu cả đời cơm nhà ở đã có bố và vợ đi làm đã có xe đạp của anh em bạn cho mượn kỳ đến lúc gãy cả hai bánh hay là tự nhiên biến mất thì thôi trừ khi ông ký ấy đi làm còn thì làm việc gì cũng có tôi bên cạnh thế rồi một hôm không hiểu làm sao mà cả hai thằng cùng trần không còn một trinh mẹ nào mọt tiểu quá đi mất mà chẳng lẽ lại đem bán nốt bộ áo mồi đi Tôi ra công nghĩ Nghĩ lùng lắm Được ngay một mẹo làm tiền đến quỷ thần cũng không biết được Tôi làm một cái đơn vác lên sở của hát Xin phép cho hắn nghỉ ba hôm Trong đơn kể rằng Vì mẹ hát mới bị bạo bệnh mà qua đời Nghĩa là bệnh lao Một bệnh hay lây lắm Trong khi ấy ở nhà Hát thiết lập linh sàng Hương đăng, hoa quả tưng bừng Rồi cả hai thằng đều khăn ngang Áo xô, mù xoa bịt miệng. Cẩm như bà vía chết thật. kỷ tình bà cụ ngoèo đã 80 đời chiều rồi. Tôi hỏi đê. Đã không tiền thì khăn áo ở đâu ra? Đê phì cười. Thì đi mượn tất cả của ông anh vợ hát, bố vợ hát chết, vừa dỗ đầu xong. Đê hút thông hai điếu, rồi ngồi phát dậy, giọng nói càng vui vẻ hơn. Thế rồi nghe chưa? Thánh cũng phải chết, các bố ký lớn ký bé cùng sở với hát. Ngày tin đau đớn, anh nào anh ấy lại phúng thật sớm. Lệ quấy lễ quá rồi đi ra ngay. Có thằng hình như nhịn cả thở nữa. Họ vội vàng lật đật như ma vật ông vải. Không có một anh nào dám uống một hụm nước. Vì sao? Vì có vi trùng lao. Biết chưa? Có lúc đang lễ đáp, tôi phải cắn răng cho khỏi phì cười. Vì nghĩ đến rằng, tự nhiên mình lại là em nuôi một ông ký tự nhiên lại có anh phụng phịu buồn ủ ê đến lễ một đống tràn chiếu khó anh lại rưng rưng nước mắt mới láo chứ xong xuôi đầu đấy đóng cửa lại kiểm đồ phúng chỉ có một ít rượu còn thì toàn tiền mặt tại sao lại tiền mặt vì lúc đi xin phép tôi đã tìm được một ông ký ngớ ngẩn nhất để dỉ tai mấy câu này rồi nhà nghèo các quan có thương xin cứ phúng bằng tiền cả rượu lẫn tiền có linh bốn chục. Kể khá lắm đấy chứ. Tôi ngắt lời. Tiền ấy đã để làm gì? Để giả vờ nghiêm nghị. Để giết mấy con cô đầu đang ốm tương tư chúng tôi dưới ca chứ còn để làm gì nữa. Để còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Tôi chỉ ghi lấy những thủ đoạn đáng ghi trong đời phóng đãng của hát. Bệnh tả Vận đề kể cái liều lĩnh của hát thật tôi xin chịu Tôi Một thằng liều nhất nhì thế giới Một lần hắn đã để tôi một ly ông cụ nữa Thì tiêu danh dự ở nhà cô đầu Nếu tôi không phải là một thằng túc kế đa mưu Tôi ấy Nghe chưa Buồn lắm Cả bọn có bốn thằng thì buồn đều cả Biết tháp hát đã ngông Lại hay ưa phỉnh Lại hay vây Tôi thuốc cho cu cậu một trận Rồi gại cho anh em đi hát một trầu thật to mà phải hát tại một nhà nào chưa quen bao giờ có thế mới tiêu hết được cái sự buồn của anh em hát bắt tôi mửa mọt chạy tiền xe đến một nhà trời xui đã khiến làm sao lại là nhà một con mẹ người thì to mặt thì quát mắt thì chẳng thấy đâu cả chồng mà giận cả người như thần anh đỏ mò nhược được cái con em nó có vài cái chanh cốm cũng sạch nước cản. con mụ trông nanh ác thế mà thiệp ra phết ạ à. chả thế mà hát kêu chỉ còn giấy một trăm nó thả ngay ra một đồng cho mượn để ngả ban đen riêng có bỉ nhân thì hót nó là me và nửa đùa nửa thật gọi luôn hàng nem vào vay me đồng bạc ăn chơi me cho vay ngay chẳng đùa gì cả bốn thằng húc đầu vào rơi một hồi mất kém hai xu đầy tám hào rồi bia rồi nước chanh rồi hoa quả Chống phách rầm sĩ đang lúc mình hí hửng đóng vai con rể nuôi của me thì hát kéo tôi vào nhà trong đê ạ à mày cứ bình tâm ở đây nhé tao trần chỉ có hơn đồng bạc để tao xuống bè dậy hóa một lúc kiếm chầu hát vậy tao vừa ăn nem nhá phải viên cứt rán triệu chứng hay lắm đêm nay thế nào cũng đại thắng chúng mày đừng hãi gì cả nhé Nó nhé cho một hồi mình tưởng chết đuối ngay trong mồ hôi chán mồ hôi lưng được rồi hát ra đi bảo là lên phố đổi giấy lớn lại chẳng thêm của me năm hào xe nữa nó đi suốt đêm ấy Cho đến lúc họ giao bánh tây nóng Là lúc tôi bắt đầu lo đến đi giải ra máu được Tôi tùy vậy mà cũng giát lắm mà Tôi thuê xe giờ nhất định đi tìm hát Đến 7 giờ sáng Cưỡi hổ giờ về không Đành lại vay thêm me bốn hào nữa Chỗ này tôi hỏi đê về nghĩa câu cưỡi hổ Đê rằng Cưỡi hổ tức là đi xe không tiền Xuống không có tiền trả cũng chết Cứ ngồi ỉ trên xe cũng chết như ngồi trên đầu hổ vậy. Rồi lại nói tiếp. Nhưng vẫn làm mặt cứng, trả tiền xe xong. Khoe lớn lên rằng, hát đang sau cái trên thuyền. Tiền được từ tối kể có bạc ngàn. Và bảo mẹ gọi cho dọn cơm ăn. Trong khi đợi bữa tiệc cơm, tôi bảo nhỏ một thằng trong bọn đi mua cho một liều thuốc tẩy muối. Bữa cơm đó sang lắm, nhưng chỉ có hai thằng kia là ăn như lợn ngốn khoai. Tôi không hề đụng một miếng, vì tôi đã uống cạn và uống trộm hết gói thuốc tẩy rồi. Tôi đã có cách, sau khi bị hát bỏ rơi một cách khốn nạn, sau khi đã thành người cầu vồng rồi. Người cầu vồng là thế này, nó lo quá nên mặt biến màu luôn luôn, như màu xanh, đỏ, trắng, vàng của cái cầu vồng, có khi đen kịt nữa. Gần chiều mất rồi, tôi đã vờ sai hai thằng bạn đi mỗi thằng một việc cho chúng nó về trước, chỉ có một mình tôi với trăm mối tơ vò với liều thuốc tẩy trong bụng đã ngâm lắm rồi. Thoạt đầu tôi đã muốn bắt trước một thằng quen trong trường hợp này. Nó cũng đi hát, cũng bị bỏ rơi thành cầu vồng như tôi. Nhưng nó hơn tôi chỗ này. Nó vốn có tiếng là du côn, chơi giao như không. Cho nên nó nằm luôn ở nhà hát ba ngày ba đêm. Đêm gào rượu thịt, ngày gào rượu thịt. Lúc ăn uống cắm phập con dao sáng quác xuống giường, dùng đùi ngắm nghía như không. Cho đến lúc anh chủ phải nói khó, nó mới ra về cho. Tôi thì không thế được. Bộ tôi thì đến một con tranh cốm trong nhà ấy nó cũng vật ngã được. Và lại eo ôi, con mụ chủ nó ghê gớm lắm kia. Chiều vào nó, chẳng những nó dã phải chết. Nó còn còng lại mà sách cổ lên đồn nữa. Tôi vụt nghĩ ra liều thuốc tẩy. Đê nghỉ hơi để uống nước. Câu chuyện kể tiếp vẫn bằng một giọng đều đều. Thuốc ngấm rồi, tôi bắt đầu đi sau làm bộ chạy không kịp, đến bậy bạ cả ra sân. Rồi tôi bỏ lê la giữa nhà mà kêu đau bụng, kêu khát nước, kêu ăn rau sống của mẹ mà đến nỗi bệnh tả rồi. Cái sự sợ của một lũ đàn bà ấy đến cực điểm. Nó cho tôi uống dầu nhị thiên, tôi chỉ uống nước, hơi dịu dịu được một lát, tôi lại đi ỉa. Lần này tôi bậy luôn ra giữa nhà, rồi tôi làm bộ co quắp người lại, trận ngược mắt lên, dên ẩm dên ý. Tôi giả vờ lả đi, Cố gượng xin me cho người nhà về nhà quê Bảo thầy bu tôi lên và đi mời đốc tờ cho tôi Kẻo tôi thấy cái chết lên đến ngực mất rồi Chết chưa? Bệnh tả mà để nhà nước biết Thì còn gì là cái tủ chè Xà long ngồi theo nhà này nữa Gọi là nó đi thì đốt hết Anh quan viên nào dám mò vào đây nữa Đề cười chúm chím Kết cục me thuê cho cái xe ngoại dúi vào tay tôi hai đồng bạc Rồi bảo thằng xe muốn kéo tôi đi đâu thì đi quý hồ tôi ra đến cửa là được rồi tôi tính lại lại hai bữa tiệc và cơm với tiền mặt bốn đồng chín Đề bỗng thở dài cái mặt hí hửng như hề ban nãy này đổi thành mặt một kép thương mặt một anh già mà đóng vai trẻ quá hay là trái lại trông đê thiểu não quá nhất là lúc hắn nói mấy lời này để kết cấu câu chuyện với ông ký hát hát hai lần thụt két và một lần ở tù Tôi thì hai lần phải đuổi chỉ vì ngủ gật Tôi cũng muốn ở tù như hát Vì Isa trước khi đi tù Cũng đã tiêu bạc vạn Nhưng hai lần Tôi đã làm ký ở những chỗ toàn những giấy má là giấy má Đến phát chán mà phải ngủ gật Trước mặt chúng tôi Một người vẫn ngồi gãi Ủ rũ như ngọn đèn dầu lạc bên cạnh hắn Nhưng hắn vẫn để ý nghe Hắn nói trọ sang bằng một cái giọng buồn ngủ Đây dễ không phải là không biết làm tiền cũng bích quy, sâm banh hàng thùng, bông giả từng tập một. Chủ nó biết mà không tù gì cả. Chúng tôi ngảnh cả sang, thầy hắn cười như một người cười trong giấc ngủ say. Chẳng tù gì cả. Vì chủ nó có cách khác, nó trói đằng này lại, mỗi ngày nện cho một trận. Nện xong bắt làm việc không lương, để bù vào số tiền hàng mà đằng này đã mưa của nó. Kể lão hát còn sướng hơn đằng này nhiều. Để làm bộ ân cần hỏi thăm Trước khi người ấy nằm xuống Anh thì chỉ tát một cái cũng đã toát khói ra rồi Chứ còn gì nữa Người ấy bỗng lại ngồi dậy Đôi mày rậm bóng ngẫy Nhướng lên giống hai con sâu gióm sắp bò Người ấy ngảnh về phía tôi Bộ mặt mờ mịt như quện những khói Gân cổ hắn nổi lên to bằng một chiếc đũa Tất cả các đầu xương trong người đều bành rô lên Hắn đang lấy gân hay là sực nhớ đến những trận đòn đau đã qua Giọng hắn lại trầm quá Những ngón tay to bằng quả chuối mắn một Nó bóp gái đổ hồi Làm gì mà không đau Thoạt kỳ thủy Mình bị ép làm việc như trâu ngựa Nên thuốc viện hài hết cả Lại bị đòn ê ẩm nữa Nên lúc nào cũng tua tủa như là trông thấy hồn ông bà ông vải Chập chờn bên hàng chục ngọn đèn lưu ly Sau mãi cũng quen dần đi Đê thở dài như kép hát vẫn thở dài trên sân khấu có thế từ giải quan bác mới chừa không làm tiền nữa. Cái giọng trầm lúc nãy lại trầm thêm. Nếu anh em biết chừa là cái gì, thì tôi đã chừa mãi mãi rồi. Nhật là cái món chừa thuốc viện. Người ấy mạnh bạo nằm xuống, có vẻ sắp ngoạm vào dọc tàu một cách thô bì. Nhưng hắn đã gạt đoạn che ảo thuật ra một bên mà dàn tiếng xuống. Ui chào chào, đời còn bao năm nữa mà chưa? Tôi không bao giờ quên được câu này của hắn nó sống sượng ghê gớm quá Mẹ kiếp chứ Trong óc Ở phía tay phải này này Lúc nào vi trùng sáng téng cũng đua nhau nổi kèn la vầy Còn mình thì thỉnh thoảng lại hen hiếc chơi trong vài giờ đồng hồ Bận bịu thế thì còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chừa với chẳng chừa nữa Hắn thản nhiên nói câu này Thản nhiên quá nỗi làm cho tôi hết cả khủng khiếp Vì tôi đã khủng khiếp trước một người hoàn toàn thối nát Từ tinh thần đến thể chất Câu ấy lạnh lùng như một luồng gió Trong chỗ ấm cúng này Làm cho mọi người bớt xác thu hình sát vào đèn dầu Như để tìm một hơi nóng Hai ông xếp kho Giữa sự yên lặng nặng nề Một người cao lớn bỗng cất giọng oang oang Làm tiền mà để chủ nó dã dử tử Vậy thì cũng khí soảng lắm Có làm tiền được như thế này này thì hãy làm Hiện đây đang biết hai ông xếp kho ông thứ nhất chỉ có việc coi kho thôi coi kho thì lương lậu có đâu được dồi dào như lương một ông quan thế mà biết chưa trong mười mấy năm trời nó cứ việc tì tì làm hết cái nhà gạch nọ đến cái nhà gạch kia thôi đến mười mấy chiếc mới chết cho chứ nhà tuy ở ngoài ô thật đấy nhưng cũng là nhà như thường muốn cho người ngoài không biết là cụ giàu nghĩa là muốn che mắt thánh cụ vẫn ăn mặc xoàng xĩnh và đi xe đạp lọc cọc như lúc cụ mới bắt đầu đi làm Ít người biết cụ là một đại ốc chủ Người cao lớn chỉ nghỉ hơi để uống một chén nước rồi lại oang oang Còn cụ xếp thứ hai nữa Cụ này cũng làm với tôi Chủ cũng biết là cụ này làm tiền đấy Muốn cho cụ ra cửa lắm Nhưng không làm sao được Đành để cụ ta quái trong nhà như thường Vì thế này các bác hiểu chưa Cụ thì thạo vô kể Trong cửa hàng thì đến hàng ngàn vạn thứ Để đâu còn hay hết Hơi hỏi một tí là cụ biết ngay rồi khách hàng chẳng bao giờ phải đợi cả. Ví dụ cụ nghỉ một hôm thì biết chưa? Các cô các cậu, cả ngày chủ nữa. Thôi là chạy cuống chạy cuồng, mà vẫn không tìm thấy đủ mặt hàng. Các bà đầm bị om kêu la inh ỏi cả lên. Những cái mồm mỏng xinh xinh ấy, càng gắt các cậu lại càng cuống tận. Cụ sếp cũng tự biết địa vị mình quan hệ là thế nào rồi. Cụ lại còn chơi ác nữa. Chả hạn cụ có cách báo thù lạ lùng như thế này nữa cụ bị chủ cự ư? Thì cụ báo thù vào những chai rượu. Trong cửa hàng vốn có những chai rượu đắt tiền ghê lắm. Những thứ đó tuy để được lâu, nhưng hễ đụng có khí giới vào là hỏng ngay. Cụ lấy cái kim, xiên nhẹ vào mũi qua nút chai. Khí giới lẻn dần vào, thế là rượu phải bỏ. Cụ chỉ làm thế cho bỏ tức thôi, chứ mất mấy chục bạc mỗi lần, chủ nó có thâm thiế vào đâu. từ cục phó mát đến bác thợ đồng hồ. Bữa khác tôi trở lại đây nữa. Đối với những người sống nhiều quá này, tài liệu cho tôi không bao giờ cạn được. Nếu tôi khéo biết gợi cho họ lần đọc hết những trang lịch sử của đời họ. Vẫn cái không khí ấm áp, vẫn những con trùng thức đêm sống trong thuốc viện ấy. Một người gầy gò, mặt mũi hom hem, nhưng hãy còn trẻ, đang ngồi rồm ăn uống nhồm nhoàm. Bên cạnh hắn bừa bãi một hộp cá đã mở một nửa. Một miếng pháo mát to bằng gần nửa hòn gạch, củi bánh tây và ruột bánh tây. Trong bộ quần áo không sạch sẽ một tí nào. Cả đến bộ tịch hắn nó keo bẩn lạ lùng. Không xứng đáng với mấy món ăn quả sáng. Tôi đoán hắn là một con bạc đến chỗ này để tiêu cho hết chỗ tiền đã được. Tôi để ý nhìn hắn. Hắn sửa soạn đợi hộp cá và gói phó mát lại. Ý chừng để dành bữa sau. Thấy tôi nhìn, Hắn chỉa phó mát về phía tôi ngồi vừa nhai vừa nói Sư nếm một miếng chơi còn vô số bánh tây đấy Phó mát này thượng hảo hạng ngon lắm Tôi mới nói được hai tiếng cảm ơn thì đê đã nhanh nhầu cướp lời tôi Thượng hảo hạng đây biết cái thượng hảo hạng ấy rồi Phó mát của chú khách nó vàng khe mà lại khăn khẳng chứ cóc gì Người kia nuốt xong rồi mấy cái Đời nghèo thật nhưng không thèm ăn phó mát thiêu biết chưa? Đã ăn thì phải ăn phó mát hiệu tây Không thì thôi Hắn chỉ vào cái gói Thật là phó mát tốt nhất Chưa bán cho ai cả Và có lẽ tôi là được sơi mở hàng thôi Thằng tôi có nói láo Thì nó chết cả nhà nó đi Rồi sẽ biết cái cục phó mát to bằng nửa hòn gạch Ở đâu ra Chừng hắn đã no say rồi Nên cách ăn nói hoạt bát lắm Cuộc du lịch của cục pháo mát này Kể cũng lãng mạn vô cùng những cục anh cục chị ruột nó ra về đến nhà ông bằng cửa chính. Sau khi ông đã bỏ ra bốn hào để chuộc một lạng chúng nó. Tôi đố các ông biết, cục này nó ra đến tay chúng tôi bằng cách gì? Hắn đố rồi tự hắn lại giảng ngay. Nó ra đến cửa phải mất hai chặng. Một chặng đi từ quầy lan xuống đất, hay là lan vào bụng con mụ phu quét dọn. Chặng thứ hai từ mặt đất hay là bụng con mụ đó, nó lăn sang cái rổ đựng rác. À quên, ba chặng vì còn cái chặng từ đáy rổ rác về đến nhà nữa. Nó ra đường bằng cách đó. Cả đến anh chị nó là giam bông xúc xích cũng vậy. Hắn hỏi tôi. Vu có dùng để tôi bảo mụ đó lấy cho một cục. Chỉ vài ba hào thôi mà ăn giả dích mấy ngày không hết. Tôi nói. Kể thế thì rẻ lắm. Nhưng sao họ không bán đắt thêm lên một chút có được không? Hắn phỉ một cái. Bán cho đội xếp hay bán lại cho ông chủ phải bà hào thế là gặp khách đấy Chứ không thì đành để mốc ra thôi Vì sao? Vì chìa cho ông chồng Thì chồng người rồi ạ giống lên Chìa cho con thì con bịt mũi lại Chẳng nhẽ mụ lại ăn vã hay ăn với cơm Hắn cười Phải may mà gặp ông khách Biết mò phú bẩn như tôi mới được Vì thế nào cái cục phó mát ấy nằm trong rổ rác Mà chẳng có khi nằm lẫn với rác bẩn Có khi với cả nước giải nữa Ấy là tôi chưa thèm nói tục đấy nếu tôi tả chân thêm lên Thì có lẽ vu phải nôn ngay lập tức Hàn vỗ vào gói phó mát Thế mà vẫn bùi ngon như thường Hàn nào mình kể cũng dễ tính thật Đề cất to giọng Đã dễ tính mà lại hóm nữa Vì tôi quên chưa giới thiệu ông anh tôi đây Vốn là một tay chữa đồng hồ Hóm có một nhưng lại hóm vặt Người anh ông anh tôi mới là một tay hóm to tát Nó say rồi đấy Có thủ đoạn gì kể ra nghe một là họ đã bịa ra để đùa tôi Hai là họ đã nói thực một cách trơ trẽn như diễn kịch Nhưng bộ tịch ấy không thể bịa rõ đến thế được Ông thợ chữa đồng hồ vỗ tay vào chán Làm bộ nghĩ một lát rồi reo lên Phải rồi Đời làm thợ Hàn kheo tóm trong những câu sau này Đời này Nghe chưa Cứ thật mà thì có bỏ mẹ mà đi ăn mày sớm Chả nói gì cao xa Hãy nói một anh bán cây thôi nó bán cho ông một cây quất ít ra nó cũng tương muối vào gốc cây cho cây nở héo dần rồi chết đi để ông lại phải mua nữa và năm nào cũng mua mãi mãi nay ông ngồi chữa đồng hồ bảy ngày mới có một lần khách đến bỗng có một bác lò dò đem một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng lại bảo ông xem vì cái gì mà nó không chạy nữa thật ra ông thấy nó chỉ hơi rối dây tóc nếu ông là một thằng ngốc thì ông sẽ máy tay gẩy một cái khẽ đồng hồ lại chạy như thường. Nhưng ông, vợ con ông sẽ có dịp treo mõm lên xà nhà. Nếu ông là một thằng láo, thì ông sẽ ôn tồn bảo khách. Đồng hồ của ngài tốt lắm. Ngài để thế nào đến méo cả chục, không chữa ngay đi, để nó hỏng thì phí của quá. Vân vân. Ông sẽ đòi hai đồng và hẹn một tuần lễ. Khách đòi ba hôm, ông nẻo thành bốn. Khách đã về, ông đem đồng hồ bẻ rời hai tay ra, rũa lấy một ít vàng, rồi lại gắn giả như cũ. Nó có ngắn đi một chút cũng chẳng sao. Bốn hôm sau khách đến, bấy giờ ông mới mở nắp, khẽ gửi lại dây tóc một tí. Nó chạy ngay, và ông sơi hai đồng, ngon hơn chết. Hắn cười hà hà. Một lần tôi sơi hẳn ba đồng của một mụ béo, ưa nịnh. Đồng hồ của mụ đứng, vì không hiểu làm sao mụ đã dắt ngang dây tóc một cái sơ cao tí xíu. Tôi cũng dở lối trên ra Khen đồng hồ quý giá quá Đắt tiền quá Với cái đồng hồ quý như thế Tân phải có một giá chữa xứng đáng Mụ nở mũi lên Và bốn hôm sau Cũng lại trả tiền như cái bác mà tôi vừa ví dụ là có đồng hồ đeo tay bằng vàng Tôi hỏi hắn Hiện giờ ông vẫn còn chữa đồng hồ Hắn lắc đầu Thôi rồi Vì chẳng ăn thua gì Tùy mình vẫn hết sức say sở đấy và hắn trịnh trọng bây giờ tôi đi chữa bệnh ngoại khoa trước tôi có buôn tàu trên mạng ngược mường họ dạy cho chữa chiếc nhì nhằng kể cũng công hiệu lắm nhất là muốn chữa bệnh tình cấp hành có bảo hành chắc chắn ý hẳn muốn nói bảo đảm và chữa bệnh cai thuốc viện tôi còn nghĩ vẫn chưa hiểu chữa bệnh bảo hành và chữa bệnh cai thuốc viện thì chữa bằng cách nào người ấy còn là thợ chữa đồng hồ trong khi đang làm ông lang hay là người ấy đang nghiện thuốc viện mà cai không nổi Hay là nó chỉ là một thằng điên Thì người ấy đã nằm xuống Đầu gối gác lên hộp cá và phó mát Một giấc ngủ tới mau quá Đã xóa hết tất cả các vẻ đê tiện trên mặt hắn Trước mặt tôi Chỉ còn một người còm cõi xanh sao Đang chập chờn trong một giấc ngủ ngắn ngủi và đau đớn Một đời làm tiền Tôi biết N từ lúc hắn còn 9-10 tuổi Với tất cả các tính xanh mãnh Của một đứa trẻ khôn sớm quá Đáng để ý hơn cả Ở hắn là cái đức tính yêu tiền Tôi đã từng thấy thằng bé cằn cỗi ấy Nghĩ được thật nhiều cách để kiếm tiền Trong túi hắn Ngoài những hòn bi ve xanh đỏ Những đất cát bẩn thỉu Thường vẫn còn có một cái gói nhỏ Trong đựng vô số tóc bạc ngăn ngắn Hắn đã nhai mấy cái răng cửa To bằng răng người lớn cười bảo tôi hệ động nghỉ học là em đi nhổ tóc sâu thuê cho các bà quanh phố. Một trinh mà những hai mươi chiếc, mãi mãi mới được một xu. Đợi các bà ấy thiêu thiêu ngủ, em nhổ bừa cả tóc đen, rồi lấy tóc bà của em điền vào cho chóng. Có lần hắn đã lấy cả ảnh của bố, của chị đem bán lấy một xu một cái. Sau khi đã không còn tranh nào có thể bán được nữa, những trẻ khác lần thần mua về, đem cắt lấy nguyên cái mặt để dán vào cặp sách cho đẹp, như dán ảnh chè, rồi chị hắn lớn lên Cách tiêu tiền của N cũng to tát thêm ra Nhiều anh đã mất thật nhiều tiền Để được đọc thư trả lời Cảm động và ngây ngô Do tay hắn thảo ra Mà hắn nói trá là của chị Có anh si tình theo lời hẹn trong thư giả mạo Đã đội mưa đứng đợi hàng giờ Trong vườn hoa một thiếu nữ hiện đã ngủ rồi Nhưng tôi vẫn còn kinh hãi Và tức giận đến cực điểm Khi tôi chợt nghĩ đến cách làm tiền sau này của hắn Thì giờ qua nó đã sống còm cõi Gà lở trên ghế những lớp sơ đẳng Rồi thoát ra khỏi đời học sinh Sau mấy tháng ở lớp nhì Sau 10 năm giữa Hà Nội Tôi lại được gặp N dựa vào một chiếc xe đạp không chuông Không hãm Mặc áo the đội mũ trắng N có vẻ một người mật thám Hay một người soát vé chợ Láo lỉnh một cách chán nản Bộ răng trắng ờn ngày bé đã to bằng hai Vẫn trắng ngạo nghĩ trên bộ mặt xám xịt Của một người lao lực quá đôi mắt đã úa vàng một cái gì đã chết hẳn trong đó rồi tôi đang như mừng như tuổi trước một người còn rớt lại của quãng đời cũ đã đem lại cho tôi tất cả cái hương vị mười năm qua thì ở đôi mắt n ánh lên một tia sáng như phủ du ủ rột quá một giọng lanh lành hay là một dư âm vang từ chỗ ngày xưa đến làm tan mất cái hứng khoái nhất thời của tôi chắc trông em già tợn rồi bác nhỉ già dạ còn là may lắm đó. Một đời vất vả và đại gian hùng như đời em. Đáng lẽ phải đem chôn đi từ lâu rồi mới phải. Cái giọng đó dịu đi. Bây giờ họ gọi em là cậu ký. Họ gọi thế. Chứ thật ra công việc em làm có đủ cả ký, cả thợ, cả bồi. Ấy là đời công. Còn về đời tư thì lung tung lắm. Khổ thì chỉ kể cũng khổ. Sướng thì xem ra cũng chẳng sướng quái gì cả. Đây nhé, một lần bố chết Hương hỏa mả dài Mà ông lão để lại cho em Là một lũ mồm chỉ biết ăn hại xong rồi nói phét láo Mười lần đổi chủ Và ngần ấy lần đổi vợ N cười một cách quái gở Thoạt bước đầu đi lấy vợ Em giữ ngay được một con bé mặc váy chuyên môn Vừa nghèo vừa hôi không thể chịu được Không hiểu làm sao em lại giữ phải nó Chắc em cứ tưởng là nó có của chứ gì nhưng thật ra nó chẳng có cóc gì cả Ấy là bà vợ đầu tiên Loạt vợ sau thì toàn là một giống vợ vớ vẩn cả Chúng nó cũng có đứa đẹp Nhưng phần nhiều đều có vốn liếng Tôi cười Khác mè chứ gì Hàn cong môi rún vai như tây Đành rồi Chúng em gặp nhau ở bàn chán cạ Sinh ư nghệ rồi tử ư nghệ Nghĩa là rồi lại bỏ nhau Cũng ngay ở đấy Chỗ này tôi mới được thấy cái tài sống của hắn Ứng nghiệm theo từng trường hợp một Hắn có vẻ giữ được cho khỏi vui mừng quá đỗi Tha hồ cho bác Trương lên mặt báo nhé Nhưng phải đợi em nói nốt đã Về cái đời vất vả khác của em kia Hắn bỗng gái gần vào phía tôi khẽ nói Nhưng mà xin thú thực Vì bác đã như anh cả của em rồi Em chưa cơm bác ạ Mà chết cái lại chả còn một xu mốc nào cả lại tất nhiên tôi phải đại ông n một bữa cơm có gà quay với rượu mai quý lộ khi đã no say ông ấy còn vòi thuốc viện nữa giam điếu cho hết câu chuyện ở tiệm cũng được nhưng nếu được ở nhà cô đầu thì càng hay lắm theo lời ông đã uể oải nói tôi đưa n vào tiệm cho đỡ tốn tôi có ý khen n tiêm thảo lắm n buồn rầu nhìn tôi em ít hút cái này lắm nhưng tiêm thì giỏi hạt quýt đèn xếp, liền thanh và kẹo dẻo dẻo. Tiêm là một nghệ sơ cua của em, vì em đã nghi nói dại đổ xuống sông. Nếu một ngày kia những anh ngốc chết không còn một mống nào, để em không làm tiền được nữa, chỉ còn trơ lại một lũ nghiện keo cú. Lúc đó em đành đi tiêm thuê vậy. Nhưng mà yếm thế vội làm gì? Đời có bao giờ hết giống ngốc được? Thế là hắn nói sang luôn đời hắn, để cho rõ rệt những cái ngốc của người khác. Ba đoạn đường sống Đời em nếu phải viết thành chuyện Thì nhất định phải lấy chữ làm tiền làm nhan đề Nó chia làm ba đoạn Đoạn thứ nhất bác biết rồi đó Mới 10 tuổi đầu mà đã làm tiền đủ các khóe Kể thế cũng chúa lắm đấy chứ Em cho sinh trên khoảng đất sỏi này Chứ nếu sống ở một nước văn minh Chắc phải biết là giàu có ghê Phần thứ hai do cái khiếu ngày bé của em Tất phải đoán là em lớn lên phải làm đến nghề trùm cô đầu, chúa nhà thổ, đại bịp đại bợm chứ không kém. Đoán thế là sai, vì em đã làm ký, thợ chữa xe đạp, làm cai bồi xăm nghĩa là em đứng trong năm ô ten cho chủ, một ông chủ. A à, Nam có một cái lỗi lớn là vừa làm chủ ô ten, mà lại vừa làm bố một cô con gái đẹp. Biết bao nhiêu sử đội sử cai đã tử công phu, đã tốn nhiều tiền, đút lót để em làm mối hộ với con ông chủ. Rụt cục, Cô con gái đẹp hơ hớ đó đi theo một ông đội Còn em thì ông chủ cho về Để đi theo cái đời ba lăng căng của em ở cửa khác Thế là em đi Đi mãi Để thành một anh bán hàng cho một hãng ô tô Thôi thì bu ô tô Vis platine đắt tiền Mặc dầu tây đen khám tha hồ em khuôn đi khuôn về To thì dắt vào dưới đệm xe Bé thì dắt vào trong ống khung xe đạp Ai khám xe đạp mà sợ Làm lâu thì sáng mát xa và em thấy một ngày em một cỏ già vô cùng tận Em muốn làm hơn một ông ký Rút cục một ngày kia em thành một anh chữa xe đạp Trong một hiệu buôn lớn Chẳng phải vì lên voi xuống chó Chỉ vì đói một tí Ngày ba cái Nghĩ cũng quái gở Mình ngồi làm mà lúc nào cũng chỉ óc trước óc sau Mắt ngang mắt dọc Muốn đút ngay vào túi cả cái nhà xe đạp của ông chủ được một buổi trưa em nấn ná ở lại muốn nghĩ cách làm chơi một cái gì đấy, thì em thấy một chùm thìa khóa rơi, lủng cùng ở thêm nhà. Chỉ còn một mình em trước chùm thìa khóa, cái tủ cách dăm bước, sau cánh cửa với cái sự giàu vô cùng. Nhưng ai ở tù cho đây? Trưa hôm ấy em nhịn cơm ở lại để canh thìa khóa, cho đến lúc ông chủ tới. Em trao thiều khóa giả chủ, rồi xin phép ra phố 10 phút để kiếm cái ăn, vì nhịn từ sáng đói quá chủ sát lại tiền thấy đủ từ đấy tin em vô cùng em ra phố nhân tiện mượn của sở cái xe mới tinh phóng đi ra cửa sau lại về cửa sau mọi người đều biết nhân thế em đã nghĩ được một mẹo buổi chiều tan sở xe đạp của em em cất kín vào một chỗ cái xe mới của hãng em mượn ra về sáng hôm sau đi làm em đến người không nhưng lợi dụng trường hợp chủ tin yêu em đến chưa hơn mọi người mà lại vào lối cửa hàng Mày không gặp chủ Dù có gặp Chủ nào nợ mắng người mà hôm qua mình vừa khen là chăm chỉ Thật thà xong 11 giờ Ra về theo lối cửa sau cùng với mọi người Bằng xe đạp riêng của em Cái xe đạp mượn em không bao giờ giả sở Thế là trôi một chiếc Cứ làm theo cách đó Có ngày em vớ tới vài ba chiếc Em kể cũng khí tham quá Nhưng em đã cho tin rằng Em cốt yếu có ba khóe này lúc nào thi hành cũng trôi chảy xe đạp riêng của em phải sơn giống xe của sở lúc ra về phải trùng trình làm sao cho anh tây đen gác cửa phải giục mãi đến nỗi lúc em ra nó còn đưa run hộ xe cho em ra như gió ai không nóng ruột về nhất là anh tây đen lại còn phải đóng cửa rồi mới được nghỉ sau hết thảy mọi người ba là làm sao vào được cửa trước chứ không vào lối thợ thuyền suýt chết xe đạp mượn của sở em đem bán bằng lối này Ai muốn mua em sẽ mua hộ Vì em mua thì được trừ 10% tiền Còn phách chờ tử tế và đủ cả chữ ký của hãng Một lần xe đạp hơi hỏng Người mua của em đem lại sở nhờ chữa Theo như lời hứa bảo hành Em cũng ở đấy cùng với ông chủ Mồ hôi em toát ra như tắm Chủ nó hỏi xem phách chờ của người có xe Chủ nó nhìn đi nhìn lại rồi hỏi em Em tưởng trên ngất lăn đùng ra đấy được Thì chủ đã giả lại phách chờ và tươi cười bảo em đem xe vào xưởng mà chữa ngay cho khách khỏi phải đợi. Tôi hỏi N về chuyện phát chờ giả có chữ ký. N cười. Ở đời có người nhìn mà vẽ giống được, thì tất phải có người nhìn mà viết giống được. N kết cấu. Làm ở sở ấy thân em như trứng để đầu đẳng. Và giá ông chủ cứ được coi là phách chờ của em làm ra đó vài lần. Tất có lần em sợ mà hóa điên lên mất. Cho nên khăn gói gió đưa. Em lại ra đi và gặp bác ở đây. N vừa làm ra bộ buồn lắm Hai tháng nay rồi Vẫn xỉa răng cọp như thường Để đợi xem đoạn đời thứ ba ra sao Thế giới đang cãi nhau dữ Thiên hạ sướng Em khổ Thiên hạ khổ phải đến lượt em sướng Chẳng gì em cũng là một thằng giặc ngày trong thời bình Chúng tôi đã ra đến ngoài đường N vẫn còn nói Chuyện làm tiền này còn dài lắm Kể không bao giờ hết được nhưng em cũng cứ cho bác biết một kết quả mà tự em đã gây nên chị em vẫn còn sống bác ạ không để cho tôi nói n tiếp ngay vẫn chưa lấy chồng và đi ở chùa đã lâu rồi không ai chịu lấy chị em vì từ bé chị em đã mang tiếng là lẳng lơ là đi chăm thằng bà ai cũng thơ từ bà ai cũng cho ảnh chứ có biết đâu rằng chị em oan như thị kính n đã nhảy lên chiếc xe đạp không đèn nghiến răng lại mà đạp. Tôi bùi ngùi nhìn theo, cảm thấy rằng N sắp sửa đâm vào bất cứ một cái gì, như để tự tử, tử hay là ăn vạ người ta nữa đây. Trên quãng đường ấm áp, thơm tho của ngày xưa, tôi chót đã đẩy N đi qua, tanh tửa như một cỗ xe tang. Phần thứ hai Giữa những gái làm tiền Hai đứa con dưới đây là một việc đã xảy ra riêng cho tôi Mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn có cái cảm giác như giữa mùa nực Tôi tắm nước nóng có thả rau mùi Để nhớ đến một ngày thật lạnh đã qua Cảm giác nhẹ nhàng như lúc tâm hồn khẽ chạm phải ngọn gió heo may Nhẹ nhàng nhưng thâm thía vô cùng Không phải là vì đã hết tài liệu Nhưng tôi muốn nói đến một cái gì thân mật Mịn màng hơn những cái khô khan hàng tuần lúc nói đến mọi người khác Một người bạn tôi đang học nhảy đầm anh b ở ngoài ô đã hẹn tôi từ mấy hôm trước chiều thứ bảy tôi nhất định tổ chức một cuộc nhảy nhót ở nhà mời anh xuống chơi tôi sẽ giới thiệu với anh hai ca van bé không thể tưởng tượng được lại sinh như tranh vẽ tôi y hẹn đến nhà anh b trái với tưởng tượng tôi gặp anh đang không làm gì cả lại sắp ngủ gật cạnh một cái máy hát vẫn đậy nắp cao sơn màu như một thùng chè bên cạnh anh Hai đứa trẻ đang rúc rích đùa Anh cũng không tỏ cảm tình gì cả khi trông thấy tôi Tôi muốn cáo về lắm Nếu sau tuần nước Anh đã không đứng dậy vui vẻ một chút để bảo tôi Giờ ta khai cuộc nhảy gia đình nhé Chỉ có anh với tôi thôi Và... Anh để cho tôi háo mồm vì ngạc nhiên Xong đâu đấy một lúc Rồi dõng ràng như đội hô lính anh gọi to Ớ ờ, ổn Theo tiếng gọi Một đứa trẻ uể hoài. Chồng tay vào gối đứng lên Anh bê lại hô lần nữa Ớ ỉn Đứa thứ hai đứng lên Cả hai đứa chạc 7-8 tuổi Ngượng nhỉu len lét nhìn nhau Biểu lệ áo nhau như cho khỏi ngã Chúng đều vận áo cánh Quần lụa dài tha thướt Tóc cũng hối ngắn như con trai Tôi nhận biết chúng là con gái Vì chúng xinh Trắng, mụ mỉm quá Trong cái vẻ e lệ hồn nhiên mà trời đã phú cho phái yếu anh bê để mỗi tay lên đầu một đứa và anh bảo chúng bằng một giọng không ngọt tí nào cả con ủn và con ỉn nghe chưa ta đi vặn kèn chúng mày ôm nhau lập tức nhảy một bài phốc phải lấy gân chân nắn nó làm sao cho thật đẹp xong sẽ có thưởng rồi anh quay lại phía để kèn hát đứa bé hơn chắc là con ỉn thùng thẳng bước lại chỗ chúng tôi đầu lưỡi nó quằn quại giữa cặp môi thắm Hai bàn tay giữa thẳng cả ra Nó bá lấy cổ anh bê Mắt nhung hao háo nhìn tôi Mồm nói thầm vào tai anh một câu Mà cả nhà nghe thấy Cháu rồi bác cho cháu một trinh nha bác nhé Trước khi anh bê vạn kèn tôi hỏi anh Ổn và ỉn là tên thật hay tên giả? Con cái nhà ai? B vừa lên dây cót vừa nói Chúng nó ba chị em cả thầy Con lớn ở với bố ở tỉnh khác Hai con này ở với mẹ Mẹ chúng nó là ai? Lát nữa sẽ hay. Chúng nó sàn sàn bằng nhau, cùng ục ịch, ngon lành như lợn sữa cả. Nên tôi gọi đùa là ủn ỉn. Lần lần thành quen đi. Chứ tên thật của chúng nó, đẹp lắm. Và những bốn chữ kia. Kèn đã khè khè, hụt cả hơi như người chỉ mũi, nổi lên bài phốc cũ dích. Con ủn sóc lại cổ áo. Trịnh trọng nghiêng đầu mời con ỉn. Con ỉn hơi mỉm cười, cong ngón tay út Trên vai ổn Nhẹ nhàng tựa đầu vào má chị Nhún nhảy không thay đổi bước Nhưng đi lại rất đúng với nhịp kèn Mà đứng đắn Mà mềm mại làm sao Tôi muốn khen to một câu Thật là nên thơ một cách não nùng Nhưng tôi chỉ lầm bầm được một chữ Tuyệt Kèn vừa hết Hai đứa rời nhau ra Và suýt nữa hình như đánh nhau Chúng nó mới cầu nhau xong vì một lẽ con ỉn tì vào vai ủn nặng quá. Chúng tôi nhìn, hai đứa lại e lệ như thường. Tôi muốn chúng nhảy một bài tango. Anh B đỡ lời cho chúng. Tango thì phải để cho mẹ chúng nó. Ủn ỉn ta chỉ ủn ỉn được phốc thôi. Hai trẻ vẫn đợi, vẫn gầm ghè, vẫn sẵn sàng yêu nhau. Anh B sực nhớ ra móc túi lấy một xu đưa cho ủn. Đem ra ngoài hàng đổi chia nhau cho rõ thật đều, nghe chưa? mỗi đứa một trinh cho khỏi nhầm rồi bê quay người lại phía tôi tụi ở quanh đây nhất là mấy cô ả à đào thích ủn ỉn lắm ngày nào họ cũng thuê hai đứa nhảy cho họ xem cứ một trinh một bài có khi nhảy ở trên giường trong nhà nào chật trội mà kèn thì là kèn mồm nghĩa là con ủn vừa đưa con ỉn vừa tinh tang tính tảng tính tang tính ngày nào cũng vậy mới bảnh mắt chúng nó đã đi nhảy thuê để làm tiền rồi Tôi hỏi, "Chúng không đi học?" Bê buồn rầu, buông một câu mà tôi chắc là có hai nghĩa. "Đi học, ai đi làm tiền hộ cho?" Bê muốn nói thêm cho rõ nghĩa hơn nhưng lại thôi. Anh đổi kịp thành một câu khác, nành ác theo ý tôi, nhưng chắc chưa đủ nành ác bằng câu anh muốn nói. "Cứ học nhảy cũng đủ lắm rồi, cũng là một nghề. Cái sự nhảy người mẹ. Giữa lúc này, một thiếu phụ nhỏ nhắn vào khoảng 30 tuổi nhanh nhẹn bước vào, hay là ào vào thì đúng hơn, đem theo cái rực rỡ của con bướm vào mùi thơm ngát của túm hoa hồng. Thiếu phụ tươi quá, cơ hồ sắp như một đứa trẻ. Vì trông thấy tôi, thiếu phụ đã đổi thành một người đàn bà có sắc đẹp nghiêm nghị, màu trắng một cách không ngờ. Người thiếu phụ vẫn không kiềm chế nổi những tia sáng mắt điên đảo, sáng ngời trong cái âm u. Thủy mị của hai làn sóng nhung Đã hơi phai màu vì thức đêm Hay là vì nước mắt Tôi đã lượng ra người rồi Bằng cái sáng không thẳng thắn của đôi mắt ấy Nó là dấu hiệu Của một ái tình dữ dội như ngắn ngủi Giọng thiếu phụ lại uốn éo quá Khi người đàn bà đó tự giới thiệu với tôi Bằng tiếng Pháp rất trong trèo Madame L Tôi là bà L Và rất sung sướng được biết ông Anh bề thêm bằng tiếng ta Bà L hay là người đã sinh ra cái ủn cái ỉn Vân vân Bà L hơi đỏ mặt Và nhìn tôi chầm chập Tôi đã ngoảnh mặt đi Trước sự quyến rũ của một vẻ đẹp lõa lồ Tôi thấy ở đấy lần lượt Cả vẻ chán nản của một linh hồn xa ngã Cả vẻ đám đuối của tình yêu đến chết Nhưng làm sao thiếu phụ đã để cho nó nghề quá Nếu tôi dám nói thế Cả bê và tôi không ai chịu nhảy cả Bà L ra đi một lát rồi trở lại với một người trai trẻ không đầy 20 tuổi gầy nhom xanh leo xanh lét bà vui vẻ giới thiệu với tôi cậu p bạn của em tôi nhảy giỏi lắm nhưng vẫn bị tôi coi như em là thường trong trọn giờ tôi được nhìn bà l ép vào ngực p say sưa trong những bước từ phốc cho đến boston trong vài bước tôi lại được thấy mặt bà cặp môi đều ướt sũng mặt càng đỏ dừ mắt càng quát sáng người đó đã tìm thấy lý sống cái sắc đẹp đó đã xuất nguyên hình trong cái vui ngắn ngủi nhưng thích hợp tôi bùi ngùi nhìn hai đứa trẻ đang vê tròn môi mà nhìn mẹ hai cái mùi ngon sau này trong một xã hội chó sói lòng tôi đã ra ngoài cái vòng cảm giác ích kỷ để thiên về một thế giới rộng rãi hơn tôi bắt đầu thương yêu ủn ỉn vô cùng rồi trời sập tối bà l ra về còn gắn bó hẹn tôi lại chơi đằng nhà bà. Anh B lại cho tôi biết thêm về đời bà L. L chỉ có bằng tiểu học, nhưng nói tiếng Pháp thảo lắm. Hắn bỏ chồng lên đây, đem cả con đi giữa lúc anh chàng kia bị tàn tật. Hiện giờ không biết hắn làm nghề gì, chỉ biết rằng hắn sống rất đàng hoàng. Tôi hỏi, người trai trẻ kia là thế nào? B hờ bĩu môi. Nhân tình ruột thịt của hắn đấy tuổi hơn hắn nhiều và chẳng bao giờ có lấy một trinh dính túi. B còn gọi giật tôi lại. Quên, quên, L còn có một tài riêng đặc biệt nữa. Hắn hay dọn nhà như chuột, chỉ nơm nớp sợ chồng tìm được chỗ ở thêm dày ra. Nhà thuê lại đắt tiền, mà bất cứ ở đâu, tiền nhà cũng cứ ỉ ra luôn luôn. Ông chủ nhà có đòi, hắn chỉ nói một lúc là thôi không đòi nữa. Muốn phấn, muốn gạo, muốn xu chỉ nói một tiếng nhìn một cái là có tất. Lần đầu một buổi chiều, tôi lại chơi nhà L, mang theo quà cho ủn ỉn. Thoạt thấy tôi, hai đứa reo lên đón lấy quà, xoắn xít lấy tôi mừng rỡ vô hạn. ỉn ngồi lên đuổi tôi gọi tôi là ba rất gọn gàng. Nó nhớ đến bố hay là những đàn ông qua đây đều là ba nó cả. Một câu sau này của ỉn nói sát tai tôi sẽ cho tôi biết rõ. Câu ấy có lẽ chỉ có tôi được nghe thấy chỉ có ba này cho em bánh thôi ba ấy chẳng bao giờ có bánh cả ba này và ba ấy trông ỉn ngây thơ quá khi nó nói thế l từ trong bếp đi ra phần sáp ngồn ngộn nghĩa là lúc l nấu ăn cũng vẫn trang điểm như lúc nhảy đầm l giữ tôi lại thúc còn ở cứ bưng mâm cơm lên tôi không hiểu sao l phải vào bếp vì một mâm cơm không xứng đáng này giữa canh và sau một con cá vàng ngẫy nằm cong hai đầu trên cái đĩa xấu xí và trả lợn thái hạt lựu khô khan trong cái bát nhỏ. Tôi ngó liễn cơm, món ăn cốt yếu này nần nẫn, màu trắng đốm hoa cà. Còn những đôi đũa, nếu không phải là chuột thì chắc là ùn ỉn đã gặm bè bét cả hai đầu. Lờ mời tôi ăn, tôi từ chối, lờ đứng ngay dậy, quát đuổi hai con vào nhà trong, đổ tất cả cơm vào liễn. Rồi lờ dương mắt nhìn tôi, anh không ăn tôi cũng vậy chúng ta cùng không ăn có thế thôi tôi chát thấy sự thật trong đôi mắt của l lúc này nhưng chỉ một lát thôi vì lờ đã chớp vội một cái hắn vận dầu không nổi tôi cái vẻ ngạo nghễ ở tia mắt vừa mới loáng lên tôi nhất định ra về Lờ chán nản tiện tôi ra cửa lờ giữ lấy bàn tay tôi trong tay và nói sát vào tận mặt tôi em xin nói thật đói thì đầu gối phải bo em mới đi làm mà làm thì đến 2-3 giờ Đến sáng không chừng mới về Em có đói cũng tại anh Mà đêm nay em nhất định tuyệt thực Để ghi lấy cái kỷ niệm này Vì biết đâu mai Anh đường anh em đường em Ở gió cửa Một bàn tay xinh xinh nắm lấy quần tôi Tôi nhìn xuống Gặp đôi mắt đen hao háo của ỉn Cái mồm nũng nịu như sắp nói gì Một bàn tay nữa xòe ra Tôi lén để vào đấy một hào bàn tay ấy cụp lại và thoáng một cái tôi đã thấy cái hình tròn chỉnh của in đang trôi qua rào nữa để lèn sang bên hàng xóm ngoan ngoát như một con chó con hay một con lợn con lần thứ hai tôi trở lại chỗ này như trở lại một phút đường hơn là trở lại nhà một bạn gái tôi vừa vặn gặp p ra xa, mặt xanh người hòm hem thêm lên trông thấy tôi hắn như muốn giấu cái vẻ thức đêm rõ rệt quá trên đôi mắt thâm cuồng trên bộ môi khô xe đến nứt ra L cũng hơi thay đổi Lưng hắn hơi gù về sau lần áo cánh Hắn đã mặc độn đến mấy lần áo nịt Lần da cổ Phía trước ngực đã hơi răn reo Cặp mắt L đờ trên bộ mặt đã nhạt phấn Lần đầu tôi thấy lờ gầy quá Lần đầu tôi thấy L có một hình dáng tiểu tụy Của một người làm mẹ Hình như đã thất vọng trong cuộc phấn đấu đau đớn Với một đời sống phủ phiếm Một thảm kịch Chắc chắn đã xảy ra trong tim của những người này Câu chuyện của chúng tôi nhạt nhẽo lắm Cho đến lúc lờ đứng dậy Khêu to ngọn đèn Rồi hắn nhìn tôi như người ta nhìn nhau Một lần cuối cùng và bảo tôi Ún ỉn vẫn gọi đùa anh là ba Muốn cho nó gọi là ba thật Cũng không khó Hay là nói trắng ra Anh muốn làm chồng tôi cũng dễ lắm Câu nói phải gọi là rơi vào đầu tôi mới phải Vì tôi thấy tôi choáng cả óc Tôi còn choáng óc nữa Khi nghe lời thong thả rành mạch như đọc cho tôi nghe một lệnh mà hắn yên chí rằng tôi sẽ phải theo. Mỗi tháng anh chỉ phải bỏ ra đội sáu bảy chục thôi, đủ cho ba mẹ con tôi sống. Và dõng dạc hơn nữa, anh bao tôi đi. Tôi nhìn lờ, mặt hắn thản nhiên, lạnh lùng quá. Tôi tưởng tượng rằng như đang đứng trước một người điên nói trong lúc hơi tinh tỉnh. Hay là trước tôi, chỉ là một tâm hồn bị xua đuổi vào hưu quạnh. Sau khi tìm mãi không thấy cái cớ sống trong chỗ xa hoa, hay là tôi vừa được nghe thấy tiếng nói của chị lạc sau này nghĩ đến tôi làm sao l đã kể với anh b anh đã nói lại hết cho tôi nghe bằng một giọng rất đứng đắn l nói với tôi nguyên văn như sau này sau đêm đó cái thằng cha vớ vẩn đó nếu nó bằng lòng thì sáu bảy chục kể cũng tạm được nhưng bộ nó thì tiền đâu tiền cho nó có nhiều cũng chỉ đủ cho tôi mua phấn và để cho chàng mọc vài cái sừng nhưng nói chơi cho vui mà thôi Chưa An Nam có nước gì đâu Dù sao tôi cũng đã sống một cái mộng đẹp Đẹp oái oăm về chỗ sự thật nặng nề Đẹp về chỗ lòng thương chỉ ú ớ được thôi Trước sự tàn phá âm ỉ của chị Lạc Tôi đáng lẽ đã phải làm một cái gì Nhưng tôi đã phải hy sinh cái kỷ niệm nhiều thi vị này mất rồi Tôi đã thương yêu Nhưng nhất định không phải là người của tình yêu Một đời ba mẹ con một lần nữa tôi lại gợi đến chuyện cũ Hình như tôi quá trớn mất rồi Trên con đường về đẹp đẽ quá Nhưng cũng chỉ một lần nữa thôi Tỉnh ST Riêng cho tôi Đầy dậy thi vị cùng kỷ niệm cũ Tôi đã từng sống ở trên đó nhiều năm lặng lẽ Giữa những cây di lăng có mùi thơm gắt Mùi di lăng hay là cái gì thơm tho Độc nhất của một tình nghèo khổ Trong cái thơm tho mà tôi thường dùng Để lọc những phút tối đen của tâm hồn trong cái thơm tho ấy còn cái thi vị đầm ấm của tình bè bạn. Nghĩa là ở đấy, dĩ vãng vẫn còn để dành cho tôi hai người bạn gái. Sau bao nhiêu năm cách biệt, tôi vẫn hẹn với tôi có ngày sẽ trở về cái hương vị còn lại của ngày xưa. Người ta đã bàn tán nhiều quá đến hai người bạn gái của tôi. Tôi định sớm ngày về, và tôi đã về. Người anh họ tôi, anh hát hình như gây tởm quá khi tôi nhắc đến tên hai người bạn gái cũ của chúng tôi. Anh trợn trừng mắt lên Và anh đã làm cho lòng tôi tê dại một lúc Nói làm gì đến tên ba con đĩ giạc ấy Nhưng sao lại ba mà không hai Tôi chưa kịp hỏi Thì vợ anh đã đon đà Bằng một giọng mà nấp kín sau chồng và con Đàn bà vẫn dùng khi nói đến bọn gái giang hồ Cả mẹ, cả hai con Thôi thì tuốt tuột Thằng xe giam bảy hào cũng là Ông tham ông phán giam bảy đồng cũng là giọng chị hát bỗng dịu đi như lúc chị nói đến ba người làm vàng khuôn cần cật cả đêm mà vắt mũi cũng vẫn không đủ ăn đi chú ạ à. rồi giọng chị lại gay gắt như thường thế mà vẫn phấn sắp lại loạt đáo để ra đấy mọi hôm các cô qua đây vẫn nghiêng nón giấu mặt đi thế mà một hôm con tân nó dám hé nón ghé vào đây để mua roi chú ạ à. nhí nha nhí nhẹn, bác cả ơi bác cả bác bán cho em mấy quả roi roi của bác ngon quá Em vẫn nhớ mãi. Em thèm chết cả người đi bác ạ. À. Thật là đĩ rơi đĩ dụng, giờ dáng dạng hình. Tôi bất xác nhìn vợ anh hát. Người đàn bà quê mùa này vẫn còn đi đất, mặc áo dài vải rồng. Và giữ được bộ mặt làm sao ấy như xưa. Cho người ấy về Hà Nội, rồi ném vào giữa bọn cô đầu gái nhảy. Chắc người ấy sẽ dậy lên đành đạch và hóa rồ mất. Tôi thong thả bảo anh hát. Em lại nhớ đến ngày xưa lúc trèo lên cây roi. Hái quả chín cho Tân và hàng tranh cướp nhau. Thế anh đã bán hay cho không Tân? Anh hát cười. Chả thừa đâu mà cho con đĩ dại ấy. Tôi nhặt dưới đất mươi quả roi rụng, vì để cho chó nó dẫm vào cũng vậy. Đem ra choảng cho cô ả hai xuôi trẻ hoe không hơn không kém. Nhưng vì mình nghĩ vẫn kinh kinh, cho nên đi lấy sẵn một sợi dây thép. Đợi cô ả chia xu ra. Tôi không cầm, nhưng đứng xa xa cô ả mà thả dây thép tới móc vào lỗ hai đồng xu rồi kéo xu về đánh diêm đốt cho nó chết hết vi trùng đi vì nhỡ nó có bệnh thì khốn tôi buồn rầu hai anh hát thái độ tân lúc đó ra sao anh thản nhiên đáp cô ả xưng mặt lên và trách tôi bác cả á quá chẳng biết nghĩ ngợi ra làm sao cô ả tần ngẩn tần ngần một lúc rồi dần dấn nước mắt rồi chạy sấn ngay vào trong nhà mình, đứng lì ra đấy mà khóc rưng rức ngay lên thôi. Khóc thì khóc, nhưng quả roi vẫn nắm chắc lắm ạ. À. Vợ anh nói thêm. Đuổi mãi mới chịu đi cho. Tôi tỏ ý muốn được gặp Tân và Hàng ngay hôm nay. Một dịp nữa cho vợ chồng anh hát nhảy lên trồm trồm. Anh xua tôi như xua một người hủi Chớ chớ, chưa có dính vào mà khốn, rồi lại thuốc không kịp. Chỗ anh em tôi bảo thật cho chú biết con hàng đấy, tìm là thật là dày già hàng tháng, không gặp cái lão lang bên sông thì có còn là sống, có khi lại cả ba mẹ con một lúc nữa, dã thuốc cả đêm như dã gạo. Vợ anh nói len vào, thế mà cô ả à còn có con đấy, những ba con kia chú ạ, à. chẳng cái lão lang thấy cô ả à cũng là con nhà tử tế, mà lại có mẹ con người nữa, nên khi chữa cho khỏi xong, lão xin không cho con giai lão ta làm vợ. Thế rồi cứ sòn sòn năm một Cô ả à đẻ ngay cho một thôi ba đứa Tôi nhắc lại lời nói trước Một cái kịch lạ lùng như thế bỏ qua sao được Huống hồ chủ ý em lại thăm bà chờ Và hai bạn cũ của chúng ta Anh hát có vẻ bực tức lắm Anh mỉa tôi Kể chú cũng văn minh quá Con đĩ già thì gọi là bà Phán Hai con đĩ trẻ lại gọi là bạn của chúng ta Tôi đầu có những cô bạn quý hóa ấy trong 20 năm. Cơm và rượu làm thay đổi được tính nết. Trong lúc đã cơm no rượu say, anh hát công bằng và tử tế hơn lúc nãy. Lời anh kể cũng văn vẻ hơn về cái đời 20 năm của Tân và Hàng. Trong tỉnh này, hai cô ả à, thật là sướng như hai bà chúa. Chú đã thấy có cô con gái An Nam nào ở chỗ đất sỏi này mà mặc kimono trong nhà bao giờ chưa? Hay là cũng chỉ áo vải rồng hay áo vải trắng phin cài khuy nhưng hở cổ, răng đen, đi đất, bề phần nhiều. Nhất là lại có nhà nào mà dám có chuồng tiêu trên gác riêng cho các tiểu thơ. Tân và hàng có đủ cả. Ấy là chuyện cách đây đã quá 10 năm rồi đó. Đến bà mẹ, ai đã dám đài các dởm như thế này chưa? Mỗi bữa trước khi ăn, ít nhất phải nhai một miếng cơm gạo tám xoan rồi nhổ bỏ đi. Như ta xúc miệng cho sạch. Ăn giỏ ăn thịt có khi nhả bã, một khúc giò lợn to bằng nắm tay, đem gọt bỏ lần ngoài đi cho khỏi có mùi lá. Đến nỗi chỉ còn trơ có cái lõi giò, nhỉnh hơn cái chén hạt mít. Miếng giò tí xíu ấy, bà lớn ăn cũng phải mất 15-20 phút là ít, vì còn phải nhai kỹ cho được nhiều nước để mà nhả bã. Lại còn mấy con chó nữa, chó nhật chính tông, chỉ ăn bã giò, bã cơm, ăn thừa ăn thải của bà cả ngày. Nghĩa là lúc nào chó với chủ cũng tóp tép nhai, mà đến nỗi lùn sát mặt đất, lạc lè như những con lợn sữa. Chúng nó cũng béo trắng như bà chủ. Ông bố lão phán chờ thì suốt ngày cằm cụi không vẽ thì làm tiền, mà làm được nhiều lắm. Tiền lão kiếm ra dễ như rác, lại bị mụ vợ coi không hơn cái rơm. Rồi cứ thế họ sống thừa thái mãi. Tân và Hàng chỉ còn việc học chữ, học theo để đợi ngay lấy chồng. Một ông tham quan tham ở tỉnh nhỏ đánh tiếng hỏi Tân làm vợ. Còn Tân nó phải vạt áo, và nhổ đánh toẹt một cái. Vì này ông ấy mới chỉ có tham là tham thôi, mà lại đen thui thủi nữa. Dần già thế nào lão phán giữa chừng nghèo mất, để lại ba cái máy có ăn mà không có làm, ăn cho kỳ sạch sành xanh, chỉ trừ có một cái xác nhà. Con trai ở trường hợp này, nếu không có một nghề gì, thì đi ăn trộm ăn cắp, con gái thì làm đĩ. Cả ba mẹ con, rút cuộc thành ba con đĩ lậu. Giọng anh hát vẫn đều đều không đổi, khi anh cho tôi hay những bước đầu ra làm tiền của ba mẹ con nhà đó. Chú nghe chưa? Con hàng 15 tuổi, nó đã bé lại đói nữa, lại bị đi gánh nước đêm. Cứ tối đến nó ra vườn hoa, ngồi cạnh đôi thùng, nhìn họ đùa nhau và ăn phở. Lần nữa cô ả à ăn chịu phở, không có tiền trả. Một thằng tầm phơ ở đâu nó cho vay và bắt hàng phải trả bằng đời con gái của mình. Cô chị thì lại khác, nó mở ngôi hàng bán mùi xoa, Thoạt đầu người ta bảo rằng Một đồng hai đồng thì một cười gói Một đồng hai đồng thì một cười gói trong mùi xoa Dần dần nụ cười thay bằng cái hôn sao cái hôn là xác thịt Còn bà mẹ thì tiền trao cháo múc Ngay nhà trong Không biết vẽ vời lôi thôi gì cả Ngay từ đầu Tôi gặp hai mẹ con Tôi dò đến nhà Tân lúc chập tối Tôi đã độc lực tìm được nhà Và gõ cửa một cách mạnh bạo Đến đó tôi có một địa vị riêng Tôi là bạn cũ chứ không phải là khách làng chơi Vẫn căn nhà xưa kia mà tôi ra vào đã nhiều Nhưng làm sao nó lạnh lẽo hơn Tôi còn thấy lở mờ bảy chữ nho từ nhất đến thất Trên những cánh cửa loang lổ Chính Tân thân ra mở cửa cho tôi Sau khi gái mắt nhìn ra Qua cái cửa sổ con Tôi thấy rõ ràng ở trong đã cố sức nâng cánh cửa cho khỏi kêu Một giọng sợ hãi vào bên tai tôi Như tiếng gió nhưng là một giọng làm ra thế. Chết chết, ông hỏi gì? Ông hỏi gì cái đã? Tôi cứ bước vào, định bụng giấu mặt im hơi để chốc nữa, dưới ánh đèn sẽ oà vào mặt Tân cho hắn sợ hay là mừng. Tân nhìn tôi một cách thất vọng. Khẽ khẽ chứ nào? Tôi đã qua một tấm rèm bẩn thỉu vào đến giữa nhà, hay là vào đến giữa một ổ chuột chù. Bàn ghế lồng chồng vừa mốc lại vừa ẩm. Qua một cái màn nâu buông sùm sụp, một người đàn bà béo gần bằng cả tấm phản, ngáy vo vo, làm chuyển không khí nặng nề và đưa một mùi hôi khang kháng đến tận chỗ tôi. Có vài thứ mới nhất là cái bô đêm bằng xứ, một cái chậu sành, và gần đấy ở chân thang, một cái bát còn vấy mỡ, một đôi đũa và một chai nước mắm đục ngầu. Không còn cái gì cả, của những năm xưa. Chỉ còn tân trước mặt tôi. Vẫn khổ mồm nhỏ nhắn có duyên Vẫn cặp mắt hơi nhỏ nhưng sáng sủa Mà thùa bé Tôi đã cho là đẹp nhất đời Nhưng mà chào ôi Đứa nào ấy chứ không phải là Tân Những thịt thừa thái căng vài áo lên những phần mốc meo Phủ đầy làn da mà tôi biết là nhỏ nhắn Những màu loang loả trên cặp môi nhỏ quá Tân nhìn tôi như nhìn một cái gì mới mẻ Cặp mắt hắn lim dim một cách đáng ghét Cái mồm ngáp rồi lại cười mà gượng gạo mà chờ chén như mồm một con đĩ tôi đã chết hẳn rồi trong đời cũ của tân ai nằm trong màn đánh thức dậy đi tân uốn người như một cái lá nũng nịu người nhà ốm ấy mà người nằm đã nghe tiếng một giọng ngái ngủ rên rỉ nổi lên mời các cậu lên gác cho tôi ngủ và khai khẽ chứ Tân lườm qua màn dầu môi phì một cái Chứ sao Đích là mẹ Tân rồi Mà sao giọng nói cả hai như hàn học Như oán ghét nhau lắm Tôi chợt nhớ có lần bạn tôi đã bảo tôi Là cả hai mẹ con tranh nhau khách giáo giết Để nỗi nói nhau rất thậm tệ Tân đưa tôi lên gác Lên đi cậu Mà kệ mụ Tôi nhìn Tân và hỏi tận mặt Đến thế này nữa ư chị Câu hỏi phát tận đáy lòng Tự cái dị vãng tha thiết tôi vẫn ấp ủ trong thâm tâm Mặt tân trơ ra đấy và nhìn tôi một cách vô lý quá Gác Chào ôi Một chỗ thở ông phán chờ Vừa thấp vừa bé như một cái chuồng chim Kể cũng không sạch sẽ lắm Đối với một chỗ thở tự Nhưng sao tâm hồn người ta có thể thối nát đến bực này được Trên chiếc chiếu thâm xì từng quãng Tân ấn vai tôi ngồi xuống rồi hắn xếp tè he dích lại gần tôi Tôi thấy lưỡi hắn đá ngược lên môi trên Cái cử chỉ độc nhất và đáng yêu Mà hắn còn giữ được từ thuở bé Ngày xưa Lúc Tân cố gắng để làm hộ tôi một cái tính khó Bây giờ trước ảnh bố để hỏi tôi Cậu cho em tiền chứ Tôi đã cười nhạt và nhớ rằng đã đưa ra hai đồng Tôi muốn đóng trò cho đến cảnh cuối Tân nghẹo cổ phụng phịu cặp môi Em tưởng cậu sang thế, mà sao keo thế? Nói đoạn Tân nắm cả vạt tôi mà xoắn, giọng hắn ngọng nghịu. Có đau không? Câu hỏi này tôi nghe đã nhiều rồi. Những khi trong ngày xưa Tân vỗ về, âu yếm tôi như một người chị. Tim tôi như nở mạnh ra, cổ tôi như mắc nghẹn. Thương cảm tràn lên và làm cho hoa cả mắt. Tôi nghẹn ngào bảo Tân cả nhà cả cửa chỉ còn có ba đồng xin giúp cả chị tân tưởng tôi đùa điệu bộ hắn bảo là hắn muốn vòi nữa nhưng tôi đã đứng đắn lại được rồi cái vẻ lãnh đạm của tôi làm cho hắn tiêu nghỉu không bao giờ tân hiểu được hình như thế tân cầm ba đồng cho vào túi rồi thở dài đứng dậy đi tìm một cái gì chắc là chậu nước trước mặt tôi chỉ là một cái thổ lậu làm việc hàng đêm một cách không vui vẻ gì một xác thịt sữa nát không còn lấy một tí gì là đàn bà nữa tôi gọi giật tân lại xua tay rồi đứng lên đi thẳng xuống thang tân hốt hoảng nằm áo tôi kéo lại tự trong cổ hắn reo lên những tiếng hỉ hị đứt quãng lại những tiếng của ngày xưa lại cái hồn của dĩ vãng tôi không thể chịu được nữa Xuống đến nhà dưới người đàn bà béo đã ngồi trồm trộm trong bàn và tiện tôi bằng một câu như nói mê trong giấc ngủ cậu mợ chóng nhỉ về sớm thế tần áo ngẹo trịch thượng kéo dài chữ chứ ra có thế thì mới có thuốc chứ tôi còn cố nhận ra người ngồi đó bà phán chờ xả quá mất rồi ra đến cửa hàng tần như xoăn xít lấy tôi tôi thành thực để tay lên vai hắn xoay người hắn ra phía đèn và hỏi vào tận mặt nói đùa chứ tần có nhận được tôi không tần thản nhiên ai còn lạ gì anh là anh ca em chị s em anh cả hát phải không cái anh chàng ngày bé hay trốn học và hay ăn bánh đa chấm nước mắm chứ gì mai đến nữa nhá. tôi đã hết sức nhẹ nhàng nâng mở cánh cửa tôi chỉ còn việc bước ra bước ra khỏi cái chỗ đáng khinh này vì ở đó có người đã có thể quên hẳn được dĩ vãng rồi quên dĩ vãng một con nhà thủ thực thụ cũng không đỡ vậy một ông hàn nam kia tôi về tận làng chờ để ăn cỗ cưới con gái một ông lý cựu thật ra là cỗ cưới xong ông cựu giấu tôi và nhất định nói tránh là bữa cơm xoàng chủ tâm ông không muốn cho tôi biết là cô con gái một của ông đi lấy chồng nhưng ông không muốn bỏ dịp mời mấy người hà nội về ăn cơm ở nhà ông nhân thể để khoe với người cùng làng nữa cỗ bàn thực ra không xoàng Cũng vây, bóng, cũng gà vịt Chỉ khác Hà Nội ở chỗ nó mặn đắng Dài dài Mà còn dính vô số lông không nhạt kỹ Chỉ có những người dự tiệc là xoàng lắm Tuy họ đã hết sức điểm trang Chỉ giặt những bài là vải Có thứ mới tinh sột soạt Có thứ sặc mùi băng phiến Dựa đồng quê mùa luộm thuộm Nhưng sạch sẽ ấy Nổi bật lên vài đôi mắt kèm nhèm Những cái gót chân phải nứt ra ngoài gót giày có cả một cái bùi tóc nữa. Tôi không thể nào ăn uống được, và tôi có thể tưởng tượng nó như cỗ đám ma. Nếu trên bàn thờ ông vải bằng gỗ mộc, ông cụ đã không căng một miếng vải đỏ, đốt hương, thắp đèn. Họ ăn uống lặng lẽ quá, nhưng mà ăn uống thật nhiều. Có lúc tôi nghe thấy cả tiếng răng nhai xuống rau ráo tự chiếu ngoài, tiếng môi hút rượu suýt xoa. Họ ghép tôi vào ngồi cùng với ông cụ phó một ông lão hòm hem, ăn tham ra mặt, lại mốc meo từ đầu cho đến gót chân. Mặt cụ đỏ ửng, cụ gái vào bọng chân làm cho những mảng ghét trắng đóng vầy bị bỡ ra, bay lên như bụi gầu. Rồi cụ gọi ông cựu lại, để cụ cùng hàn huyên bằng một giọng nhè ra đấy. chi ông cựu, ông còn lạ gì cái tính tôi nữa. Rượu vào thì lời phải ra, nghe chưa? Này thì tôi xin nói thật cùng chỗ bạn lão với nhau ông quả sướng hơn tôi nhiều sướng là sướng thế nào cụ hỏi cụ lại trả lời ngay sau khi đã cười thật to sướng là sướng thế này ông cựu có mỗi một mống con gái trời lại xe cho vào cửa một ông hàn rẻ hiền là trai thế là đủ thế lực để uống rượu cho đến lúc quy tiên rồi bất kể ông hàn già hay ông hàn trẻ nó cứ là rể là được rồi giọng cụ bỗng thân mật dẻo như miếng sườn giang mật mà cụ vừa nhai và nuốt cả xương xong đồn rằng nếu như vậy thì cái anh hàn đó giàu kia đấy giàu lắm cái mẹo nó mà khôn ngoan như cái phượng xóm trên thì ai chào chả bà ra phết đó nào là tậu nhà tậu ruộng cho bố dễ con trai như mình ngày xưa mà đã theo Ben gót nó chỗ này cụ làm cho tôi kinh hãi quá lão nói thật ông phó đừng giận anh Hàn già rồi Rồi nửa đời Con gái mình quá buộc Còn cái nheo nhóc ai nuôi Thì tội con chó gì Cái mẹo hơ hỡ ra thế Làm gì mà chẳng được chồng yêu Bảo nó khéo chiều một tí Thì rồi nó còn hơn cái vượng nhiều Ông cửu vẫn gật gù Cầm cái chân gà lên gậm khe khẽ Rồi lại nhẹ nhẹ đặt cái chân gà xuống góc mâm Cốc rượu của ông đầy vơi đã hai lần cho đến lúc cái chân gà chỉ còn là một miếng xương chơi trụi Cụt hai đầu, thủng suốt Thì hai người đã bàn đến việc tậu đất của ông bá nào đó Cắm ruộng của bà Nhiêu ở bên sông Họ đã quên cả tôi Ông phó bỗng yêu cầu cho gọi cô dâu lên Bắt ra chào khách Cái người con gái mà họ định đem ra làm tiền Để tạo cho họ một đời sống trọc phú giữa dân làng Người đó đã lù lù trước mặt tôi Thẹn thò đến sắp sửa khóc được Tôi nói lù lù vì cô mẹo to lớn đẫy đà một cách ghê gớm Cô cũng không xấu quá Tuy mặt cô tựa như một cục thịt liền Màu nghệ thối Tôi đã không sổ tẹt vì đã chót nhìn thấy đôi mắt nhỏ Láo lình, sáng ngời Làm sống cả cây đống những thịt Những vài những thắt lưng Cô mẹo gọi tôi là quan Khi cô gật đầu chào Mọi người lúc đó chật như tới tôi Và câu chuyện lại nhạt nhẽo Không còn gì đáng kể nữa một người trai làng tiễn tôi ra ga đã cho tôi biết rõ về đám cưới cô mẹo cả về chú rể nữa anh ta ăn nói rất có duyên cái lão mà gọi là lão phó ấy là một lão chỉ chuyên định ăn thôi đâu có tiếng đũa bát là có tiếng nó trong nhà rồi ăn rồi hớt rồi xúi bẩy vô số làm quân sư quạt mo cho người ta nữa ông cựu nhà cháu thì được cái cũng lành nhưng mà kiết quá lắm ạ Bữa chẳng có mà ăn Chỉ kiếm tra quanh quần đó thôi Chẳng biết làm sao Mà đưa đường hay quỷ dẫn lối Mà lại gặp ngay được một ông cụ Hàn Đổi con gái cho lão Lão cho ông cựu cháu 300 đồng 200 để sắm sửa vào người cho con mẹo Còn 100 cho ông cựu Ông cựu ăn tiêu bớt xén Mời làng mời nước lăng nhăng ra 10 người Kể cũng còn được đến ba bốn chục bỏ túi Tôi hỏi đến ông Hàn anh ta cười rúc lên. Ôi giỏi ôi! Nếu ông được thấy ông Hàn thì ông cười đến chết mất. Lão chẳng có tí dâu tí ria nào cả. Chắc là để giả vờ là ta còn trai trẻ lắm đấy. Mặt lão thì cũng vậy. Lông bì đi đâu mất giáo. Chắc là cụ ấy có lông quạm nên nhổ hết rồi. Rõ ràng là mắt mở trừng trừng. Mà quái làm sao? Cái rãnh to là thế mà lão không trông thấy. Bước phăng ngay xuống thôi. Lấm gần hết. Lão lại có vợ rồi Vợ trẻ lắm Nhưng không có con Vào làng tôi để tìm giống Cái giống gì chứ cây giống con mẹo ấy Nó to như cái vựa thế mà lão lại gầy như cái que Thì thể nào con mẹo nó cũng lấn cho chết mất Anh ta nghiêm nghị Tôi còn lạ gì con mẹo Cả ngày có làm cái gì đâu Đến đi cắt cỏ mà cũng ngủ gật được kia mà Ra Hà Nội ăn sung mạc sướng Ngủ cho đẫy vào Gọi là rồi không to béo bằng cái đống dơ mới à? Thế thì lão Hàn lại càng chóng chết nữa. Anh ta mỉm cười về mặt tự đắc. Đến như tôi mà cũng xin hàng, không dám vời đến nữa là. Cô mẹo ở riêng. Tình cờ một người quen tôi, gọi là ông cả mời tôi đến chơi nhà ông. Ông ta cùng ở chung với cô mẹo. Lẽ tất nhiên tôi hỏi thăm đến cô này. Ông cả không ngần ngại kể với tôi vợ mới còn gì Lão Hàn nó nhét vào cái xó gác này Có khác gì một con chó bị cũi câm có dám đi đâu Suốt ngày lão lại luôn luôn Cứ cách vài giờ lão lại đến Mà đến chỉ vài phút Đứng nhìn rồi đi ra ngay Tôi cũng vậy Đến lại về, về lại đến Chập chờn như ma chơi cho đến 8-9 giờ thì thôi Tôi hỏi gọi ông cả Tôi nghe nói lão cho cô ả à, tiền tậu ruộng kia mà Ông cả phá lên cười. Hãy nói đến cái đủ ăn đã, chứ đừng nói đến ruộng. Cô ả à đã từng khóc sưng mắt vì thế. Cứ sáng sáng lão đến rồi lão chi cho cô ả à tiền ăn. Ba hào để đong gạo trong ba bốn hôm. Vải xu cái ăn, vải xu mắm muối, củi trong một ngày. Muốn ăn trầu thì phải bớt xén tiền chợ. Thèm ăn quà thì chỉ có cách ăn nhiều cơm là hết thèm ăn quà. Thèm đi xem hát, lão khuyên đi ngủ cho béo mắt. Và lão ra về ngay lấy cớ là cho cô ả à được đi nằm sớm. Một con sen cũng còn dướng hơn. Ông cả thôi cười đã lâu, giọng nói khinh bỉ Lão còn hẹn sẽ nghĩ hộ về tương lai của cô ả. À. Khi nào có con cái, lão sẽ sắm cho một cái nồi, vài bộ quần áo tốt. Cặp ấy biết bao giờ cho có con, mà có con thế nào được. Tôi hỏi, thế vốn liếng mà lão đã cho cô ả à đâu? Ông cả thong thả trả lời Vợ cả nó lột nhãn cả rồi Hiện nay cô mẹo đã trốn về quê rồi không ra nữa Sau khi lửa mái mới vay chồng được ngót đồng bạc để đong gạo chứ Có người đã mách cô một mẹo khổ tâm này để làm tiền của lão Độn bụng giả làm chừa Nhưng lão nhìn cái bụng của cô mà chỉ cười gằn Cô không biết rằng Thầy thuốc đã bảo lão không thể có con được Cô vẫn đi cắt cỏ trong khi họ vẫn gọi cô là cô hàn bố cô là cụ hàn chồng cô là ông hàn như thường cô đã hỏi thăm đến con đường đi làm cô đầu và lão hàn vẫn lử khử đi các nơi để tìm những cô mẹo khác nữa lại một ông hàn giữa một đám chắn người ta giới thiệu tôi hai người đàn bà đứng tuổi bằng một câu giả dạ, thế mà vẫn đi làm tiền như thường Cả hai đều có rể qua cháu cả rồi Một mụ hàng đêm tha đứa con nhỏ qua các đám chắn Một mụ sang trọng hơn thì làm việc tại gia Mụ này họ gọi là bà Đốc Mụ có con nhỏ Tôi không để ý đến Nhưng tôi vẫn còn nhớ đôi mắt sắc đã liếc nhìn trộm tôi Cái giả không chót đời ấy cỏ giả quá Riêng một lần khác tôi được gặp mụ Đốc Tại nhà một người bạn Mụ đến mượn của vợ bạn tôi đồ trang sức cho con gái mụ sắp đi lấy chồng lấy một ông Hàn. Mụ độ 50 tuổi, lông mày kẻ nhỏ, phấn sáp như một người trẻ. Cái thời làm giang hồ theo lối cổ đã qua của mụ, còn để vết tích trên cái đuôi gà phất phơ, trên hai làn tóc bết những sáp, đen bóng hai đường ngôi, trên cái dáng đi ưỡn ẹo. Cặp mắt còn đen, đôi môi đã răn reo, vẫn liếc, vẫn cười như thường. Nhưng tôi nghiệm thấy nó gượng gạo và lao lực quá rồi. Đợi khi mụ đã về, bạn tôi mới bắt đầu bảo tôi thế mà còn có anh dám bao cho mụ một tháng tới bốn chục đồng cái anh bao mụ lại là một viên chức nho nhỏ tháng kiếm độ sáu chục bạn tôi nói về con gái với ông rể của mụ con bé trông cũng khá độ hai mươi tuổi mụ lôi từ xó nhà quê lôi ra cho ăn vận tân thời dạy đánh phấn kẻ lông mày ngồn ngộn những lụa mà vẫn không giấu được cái vẻ cứng như que củi hai bàn chân to như cái chỉnh con bé bán hàng xén mà lấy. Rồi mụ lân la làm mối cho một ông lão gọi là ông Hàn. giàu một cách ghê gớm. Tiền mặt dẫn cưới hiện là 300. Mụ bỏ túi rồi. Còn về sau chưa biết bao nhiêu đây. Anh ta lầm nhầm. Giả chết người đi. Còn cái lớn bằng chúng ta cả. Dâu thì cụp xuống như dâu một ông tàu vẽ trong tự vị Tây. Mà đa tỉnh quá lắm. 500 chứ 1.000 lão cũng chấp hết. Và anh ta hẹn cái sẽ cho tôi biết kết quả của cuộc nhân duyên này. Y hẹn một ngày kia anh đến tìm tôi. Anh reo lên. Đám ấy tan rồi anh ạ. À. Hoàn toàn tan vỡ. Không phải vì con cái lão Hàn đã phá đám. Vì lão vẫn giấu cả mọi người. Giấu rất kỹ. Đoạn duyên ấy vỡ vì họ làm tiền dữ quá. Nghĩa là thế này. Đêm động phòng. Con bé cứ ngồi mà năn nỉ xin cụ Hàn 200 để làm vốn. Cụ Hàn lúc đó đã hóa vua tề rồi nên thả luôn hai trăm. Con bé cho tiền vào túi, xin phép đi giải, mở cổng sau rồi truyền thẳng. Nhân dịp đó mụ đốc cho con gái một trận mê tơi và đuổi về quê trước mặt ông rẻ hờ. Bạn tôi cười. Này nó lại bỏ ra, bảy trăm bạc kia chắc đã tiêu tan hết rồi. Lại phấn sáp, lại tân thời như cũ. Kê bậy ca cụ hàn ấy lại dương lên. Phần thứ ba. Dựa những cách làm tiền Cái vòng luẩn quần Có một lần đã lâu rồi Một người quen tôi Anh mờ một người đĩ tính Hay khoe khoang Nhưng rất hào phóng đã bảo tôi Những ngày nghỉ chập tối Trên những con đường vắng Cứ mười bước lại có một cặp nhân tình lượn qua Anh đàn ông có khi chưa đến tuổi lấy thẻ thuế thân Chị đàn bà thì có khi Chị bé tí tỉ tị Tóc màu mới chấm lưng không biết anh nghĩ thế nào chứ tôi thì anh nghe chửa lúc chưa có ô tô còn đi bộ nhiều nhiều hễ động trông thấy cái tuổi trẻ hóm hình ấy là tim phổi nó bồi hồi bồi hồi thấy mình thèm thèm một cái gì như bà lão thèm của chua nhưng từ khi có ô tô những hai chục ngựa mà trần chỉ có hai chỗ ngồi lại còn sực mùi da mới mùi riêng của ô tô lịch sự thì phải biết anh mờ nháy mắt những của tranh cốm như thế không biết ở đâu mà leo lên ô tô mình nhiều thế. Vậy anh không thể tưởng tượng được cái bản mạng, ngủ, chơ, lọ của những cái đĩ non ấy. Anh mở nói vậy thì tôi cũng biết vậy. Lần thứ hai, mấy tháng sau tôi lại gặp anh. Lần này anh có vẻ như bị nghèo bớt đi một chút. Anh không tự tin tự đại như trước. Hơn nữa anh đã chán nản nói với tôi. Tranh cốm vừa cho tôi một vố cay như ớt. Chỉ tại tôi tin cái ô tô ảo thuật của tôi Tôi tin tôi, tin người quá. Rồi anh kể lại cho tôi nghe một đoạn mà anh nữ gọi là tình sử trong cái đời phong lãng của anh. Một buổi chiều tôi ở ga hàng cỏ về. Tất nhiên là tôi ngồi một mình trên ô tô và suýt nữa thì chẹt phải. Hay là tôi làm ra như thế theo cái khóe riêng của tôi nghĩ ra. Suýt nữa tôi chẹt phải một tranh cốm đẹp lắm. Ăn vận kiểu các tỉnh. Tôi hãm xe xin lỗi tiểu ngự lâm pháo thủ nghĩa là cúi dạp tận đất cười nói ngủ cô ta tha lỗi liền bằng một giọng êm ái á đông đặc biệt chứ không bắt trước đầm uốn lưỡi xin xít như những ả à vẫn đi nhờ xe của tôi hình như tôi đã nói với anh rằng cái xe ô tô hai chỗ ngồi lịch sự tức là có giấy chứng rằng mình chưa có vợ nhiều tiền đã đành rằng có khi chứng chỉ đó láo tét nói rộng ra có ô tô như thế trong thời đại này, mình có thể trở tiên cũng được, dù mình đã có vợ với một nút con. Vậy thì nàng tiên nam định, vì cô đó ở nam lên, nể lời tôi trèo lên ngồi bên tay trái tôi. Chúng tôi biết nhau từ đấy. Cuộc sum họp tiến nhanh một cách giật lùi. Đầu tiên thì dắt nhau đi ô tô thật nhanh, thật nhiều. Dần dần đi ít. Sau rốt chỉ đi đến một chỗ rồi đứng lì đấy. Nghĩa là tôi thuê nhà riêng ở Nam cho BT ở BT là tên của cô ta. Một chủ nhật tôi về vài lần. BT có hai điều kiện làm tôi vững lòng yêu. Một là hắn còn con gái hơ hớ, không hơn 19 tuổi, lại ngây thơ, lại đa tình những một triệu lần. Có đến triệu lần chứ không kém. BT thề độc rằng, nhất sinh mới biết yêu. Yêu chết ngay đi được có một mình tôi. Và một triệu lần, tôi thề vang tê rằng tôi chưa có vợ. Làm cho hắn càng tin, càng yêu tôi đến hóa điên lên. Anh mở mơ màng nhìn ra đường mồm lẩm bẩm Nói đùa chứ Chúng tôi yêu nhau thật Anh quay mặt lại phía tôi Giòn dã nói tiếp Hai là BT là con nhà tôi ư lương thiện Tuy rằng nghèo Bố buôn bán, mẹ buôn bán Tất là lương thiện lắm rồi Lại có em đi học nữa Nhưng có cái này kỳ quặc Là tự lúc biết tôi thì tự nhiên nhà BT Sa sút hẳn Bố mẹ nghèo sớp mủng tơi ra Và không buôn bán nữa cậu em suýt nữa phải bỏ học. Mình được dịp chơi lũ quân tử tàu, bỏ tiền ra bao tháng cả nhà BT, bao cả từ con sen thẳng nhỏ. Từ đôi đũa trở lên đến cái giường kiểu mới, tôi sắm tất. BT càng biết ơn, càng yêu dữ, tự coi là vợ tôi rồi. Hắn ngang nhiên tuyên bố với chị em rằng chỉ còn đợi trả ơn tôi bằng giam đứa con. Phép cưới hắn không cần, yêu là yêu. Chỗ này anh mờ dẫn ra một vài chứng cứ Bằng một giọng tha thiết quá Một lần đi xem chớp bóng Lục tan chúng tôi cùng ra Một cái xe cao su ở đâu vụ đưa cả ngang mặt tôi Anh biết BT làm thế nào không? Đàn bà khác vào trường hợp này Tất rú lên, nép vào tôi BT thì không thế Hắn bước sấn lên trước mặt tôi Lấy toàn thân làm cái mộc che đỡ cho tôi BT không để ý đến vết thương tràn hòa những máu trên mặt mà hỏi tôi bằng một giọng hốt hoảng. Anh có việc gì không? Tôi, một thằng to như cái vựa, đấm chết voi được. Bê tê một cái gì mềm, bé hơn cây liễu. Chỉ có đàn bà biết yêu mới có thể có lòng hy sinh cao đến mấy mươi trượng như thế được. Thật là cảm động vô cùng phải không anh? Anh mở reo lên một cách rồ dại. Tôi có phải bán nhà vì cái cử động ấy cũng vui lòng như thường. Nhưng chỉ một loáng thôi, mặt anh thỉu đi, Hình như những cảm giác trái ngược nhau Làm cho anh có vẻ đau đớn Anh thở dài ai thế mà chỉ có thế thôi Hảo cả Anh không để cho tôi phải đợi lâu đã nói tiếp theo Nó thế này Chẳng ít lâu này đã xảy ra cho tôi hai việc BT tê lần đầu xin tôi trăm bạc Để tiêu một việc mà nói ra Hắn cho là xấu hổ lắm Tôi đoán là tiền nợ của bố mẹ Không bao giờ BT xin tôi tiền và không bao giờ tôi đợi cho hắn phải hỏi xin Tôi khất ba hôm Vì lúc đó chúng vào ngày tôi không sẵn tiền Tôi hí hửng lập tức về Hà Nội Xoay tiền Hay là nói cho đúng đòi nợ Người nợ tôi là một người bạn học cũ Khi ở Nam Hàn khênh cái dợ dày lép và bộ óc vớ vẩn lên Hà Nội Để tập làm văn sĩ đã lâu Trong khi đợi một người trẻ hơn Không bao giờ tới Hắn nợ như chúa trổm Và vai tôi năm chục để trả năm tháng tiền trọ Lần này tôi đã hắn gắt gao quá Cùng bất đắc dĩ Hắn hẹn tôi ba hôm Chia cho tôi xem một bức thư có mấy dòng ván tắt Viết trên thứ giấy màu lơ Mà tôi vẫn thường dùng Mấy dòng thư rõ ràng như thế này Món tiền 100 anh hỏi em Anh có bằng lòng cho em của anh Khất anh ba hôm không Lão ấy nó hẹn ngần ấy ngày anh ạ à. Ba hôm đợi tiền Chắc còn ngắn hơn ba hôm đợi người nhiều Dưới ký BT Đọc thư Tí nữa tôi được biết cái sự ngất người đi là thế nào Em của anh Ai chà chà Em của một thằng chó chết Hồi bẩn như cú không có đủ tiền để mua xà phòng Chứ đừng nói hơn nữa Mình chỉ già hơn thằng văn sĩ nửa mùa đó Độ gần một giáp, Thế mà BT tê nữa gọi mình là lão ấy Anh mở vuốt chán Lau những giọt mồ hôi tưởng tượng Cô lấy một giọng thản nhiên Anh nói Thằng cha đó đưa tôi xem thư Bảo tôi Tôi không bao giờ bị người viết thư này nói dối, đánh lừa. Người đó là ánh sáng trong đời hãy còn tối tăm của nó, là cái nhà băng của nó. Nó tóm sự quen biết giữa hai đứa trẻ bằng những lời này. BT là bạn cũ của nó, mà nó có thể lấy làm vợ được, nếu một trong hai đứa giàu có. Nhưng có cái chắc chắn là không biết nhau không được, nhưng không lấy làm vợ cũng không sao. Rồi anh mở trịnh trọng khuyên tôi hay là mắng tôi. Cái nghèo của các anh khéo quảng cáo quá. Nghèo đời được, nếu nghèo như anh văn sĩ nửa mùa kia. Chỉ chết những thằng giàu tình cảm, giàu tiền và cao thượng như tôi. Nhưng từ giày, tôi không cao thượng nữa. Cho các anh chết. Tôi chỉ cười, vì tôi không thể nhịn cười được. Khi thấy hai má anh căng nứt những thịt, đỏ ỏng nhẵn như mày. Tôi không lấy làm lạ nếu BT đã làm tiền con người bị ổi một cách sạch sẽ ấy. Anh mờ đã cho tôi biết một điều Tất cả vàng của thế giới Tất cả nước hoa của thế giới Cũng không làm thơm được cái không thơm của tâm hồn Một khóe làm tiền Và anh ra vào óc tôi một cảm tưởng yếm thế Đối với những cô con gái Dù còn trẻ Vẫn đi vơ vẩn một mình Một vài việc nữa làm cho tôi càng tin rằng Hay là mới sinh ra một hạng làm tiền Trong sạch như BT một người quen tôi đến rủ tôi đi chơi một cách vui vẻ quá ta đi lên pm chơi tôi vừa làm quen được với một cô bé xinh lắm nửa đi khâu nửa tiểu thư đi đường đụng phải nhau nhìn nhau xin lỗi nhau rồi quen nhau con bé có duyên quá nó mời tôi lại chơi nhà anh ạ mà tôi lên một lần rồi tôi theo bạn pm vào một nhà kiểu cũ chia ra cho nhiều người ở thuê chúng tôi cứ thế lên thang gác vì thực ra không ai biết tên cô bé là gì cái gác bé thế mà cũng hai chủ ở một cái mảnh ngăn hai nhà nhà cô bé ở ngoài trên một cái phản một người đàn ông đã đứng tuổi nằm quay mặt vào tường ngủ hay là vờ ngủ thì đúng hơn để tránh khỏi phải chào chúng tôi cô bé nhỏ nhắn đi lại nhanh nhẹn như một nữ học sinh cặp mắt nhung lẳng rơi lẳng rớt cười nhiều hơn cả bộ môi gọn gàng cô mời chúng tôi uống nước trẻ tươi trong những cái chén cũ mốc cô mới biết bạn tôi mà như quen biết đã lâu rồi nếu không có cặp mắt tôi dám cho cô chơi trẻ như con trai vì câu chuyện vừa thô bỉ vừa vô vị cho tôi quá tôi chỉ còn nhớ và nhớ mãi câu này của cô nói với bạn tôi trong khi cô lục loại cái thúng khâu à à toa mo hết cái chỉ rồi ông bia mo lại ngủ mà cần phải mua chỉ ngay mới chết chứ toa có sẵn tiền cho giờ tạm vài đồng Tôi đưa mắt cho bạn. Anh ta giờ ví ra mà vỗ vào đó. Đứa nào có hơn một xu rưỡi nó chết nữa. toa để Moa về lấy nhớ. Và Moa lại đến ngay. Vừa nói vừa đứng dậy đi xuống nhà. Tôi ra cửa còn nghe thấy cô ả nhéo nhéo. Tí nữa nhé. Moa đợi đây. Tôi tưởng như vừa ở nhà một người đĩ lậu ra. Đĩ lậu vì cách ăn nói sỗ sảng quá. Phải có một người bạn nói cho chúng tôi hiểu đời sống của gia đình nhà cô ta. Cô ta chưa đến 20 Bố mẹ xong toàn Cả nhà ba miệng sống bằng cái mồm nói mắt liếc của cô Cả ngày cô chỉ có một khóe thôi Đi ra đường câu công tử về nhà chơi Theo cái lối thịnh hành bây giờ Chơi với rất nhiều bạn trai Rồi khi kêu thiếu cái này Khi kêu thiếu cái kia Lấy cớ để vay tạm của bạn trai vài đồng Vay mà không trả là thường Anh nào hào phóng thì cho vay Cứ thế Ngày cô rơi vài đồng Đủ nuôi bố mẹ trong một nhà cô đầu. Anh em rủ tôi đi hát, tôi chỉ đợi có dịp được đến nhà cô đầu một lần nữa, sau khi đã bao nhiêu lần chưa bước chân trở lại chỗ đó. Không có chỗ nào mà người ta làm tiền nhiều hơn là ở nhà cô đầu gái nhảy. Kể từ thằng bếp cô đầu cho đến quan viên, có khi các nhà văn sĩ. Chúng tôi chọn một nhà sạch sẽ, vì tối đó một ông bạn tôi lại mời riêng một cô bạn đi theo. Lần đầu tôi đi với đàn bà đến một chỗ mãi dâm Và chúng tôi đã hiền như một lũ bụt Tôi nói thêm rằng Cạnh chúng tôi còn có cả một anh thầy bói Tây Mà riêng trong đêm đó chúng tôi gọi là một nhà bịp làm tiền có tài lớn Cô bạn đi cùng là bạn của anh bói sáng Cô đi được suốt đêm Cũng là một sự lạ Nhưng nó cũng có một lịch sử như một sự lạ Cô khoanh tay ngồi đó Phấn sáp cũng không thua chị em mấy Đối với chị em cô riêng có một cảm tình ra lãng mạn sinh ra Cô cho phép anh em ngả bàn đèn Cô không đỏ mặt Khi họ đùa nghịch theo lối quan viên Một ông bạn biết ý tôi Và muốn chiều ý cô Luôn giảng tỉ mỉ từng ly từng tí Về cái đời sống trong chốn này Ngay từ lúc ngả bàn đèn Cầm cái diện tàu Ông đã khoe khôn với cô bạn Cái diện tàu này Mà chưa hiểu chưa Thế nào ở trong Thằng bếp cô đầu nó cũng đã phun rượu rồi nó phun rượu để làm gì? Ông cười hề hề. Để khi nào sái nó chui qua nhĩ, gặp rượu thì ướt rồi dính chặt lấy mặt trong của diện tẩu. Mình muốn hút sái, nạo thế nào nó cũng không ra nữa. Sái ấy ông bếp ông ấy lấy, dễ không phải là tiền. Cho nên tôi phải làm thế này. Vừa nói, ông vừa hơ diện tẩu lên trên đèn, cho khô hết rượu đi. Xong ông lại nói. Mà chưa hiểu chưa? Phải đi hát nhiều mới hiểu nổi cái khóe đó. Lại nữa, tôi vừa đưa cho thằng bếp hai đồng đi mua thuốc. Rồi mà xua coi, nó sẽ tính làm sao? Nó sẽ có cách làm cho hai đồng ấy phải hết cho mà xem. Này nhé, nghĩa là tôi tính trước hộ nó. Đồng mốt hộp thuốc năm, một hào dầu lạc, năm xu cái bấc, hào dễ tiền xe. Tuy ti thuốc viện cách đây có vài bước. Các ông bếp cô đầu vốn yếu chân mềm tay, nên một bước là một bước xe. Và một hào thuê bàn đèn, Tuy rằng cái bàn đèn ngày đêm nào cũng nằm ở nhà này Tất cả vị trí đi đồng rưỡi Cả năm hào đem về Thể nào ta chẳng phải đãi ông ấy ít nhất là một hào Bủ công khó nhọc hầu hạ Nhưng rồi xem Ông thích cả năm hào kia Thì chỉ còn có một cách Năm hào ông ấy đem đổi thành toàn tiền trinh bảo đại Tanh sạc sụa lên Rồi ông ấy khiêng về Khúm núm dí vào tận mũi mình Thể nào có ma xua ngồi đây mà tôi chẳng vây một tí Thế nào tôi chẳng rủa một tiếng ôi bẩn, rồi lấy chân hất cho ông ấy cả đống trinh bảo đại. Ông ấy tưởng thế là nhầm. Năm hào to lắm phải không ma xua Ít ra mai cũng đại ma xua được một chậu lô mái phàn. Rồi ông ấy đứng đắn lại. Đáng lẽ cho ông ấy một hào, đây sẽ chỉ cho năm xu thôi, cho nó chết và bắt lấy chậu thao nước, mượn xà phòng thơm của bà chủ ma rửa cũng sạch chán. Ông bạn tôi bỗng ngồi nhòm dậy nói một hơi. Ngày xưa hay là cách đây vài năm Có một anh đi hát Bỏ giấy hai chục Xài bếp đi mua có hai hào thuốc viện Cô đầu chúng nó bĩu môi cho một hồi Anh ta cũng mặc kệ Chơi như thường Lát nữa bếp mang thuốc về Với tiền lẻ còn lại tất cả là 19 đồng 8 hào Thằng bếp thấy anh ta quá đá Cũng không thèm say sở của anh ta nữa Anh ta thản nhiên nhận tiền Đếm lại rất lâu Rất kỹ Mọi người nhìn anh ta Cả thằng bếp cũng trố mắt ra một cách khinh bỉ Anh ta chán nản nói Đủ đấy Nhìn thằng bếp một cách chán nản mà lẩm bẩm Cho mày Anh ta cho cả nó 19 đồng 8 hào mà xua Ông bạn tôi nghiêm sắc mặt Không nên trách nó hay làm tiền Một khi còn có anh ngốc như vậy Anh đê nhìn cô gái bạn chúng tôi Nhìn tôi một cách tinh quái Anh mỉm cười Thong thả nói Nhưng tôi không hiểu anh nói đùa hay nói thực Cây nghề làm nhân tình Tức là nghề cô đầu Có đứa dám bảo là khổ mà xua sure. Tôi tưởng sướng Chứ sao lại khổ được Chỉ ăn, đùa Rồi nằm tưởng không còn ai sướng hơn Cứ mỗi khi vấp phải một anh ngốc si tình Thì lại càng sướng nữa Thôi thì muốn sao được vậy Trừ có ông Trăng trên trời thôi Giọng anh tự nhiên đứng đắn lắm Dạo này gặp những ông tàu tránh nạn Cô đầu chạy quá lắm Không lấy được ông Trăng thì lấy tạo mấy ông con cụ trời vậy? Những ông béo sụ, danh tiếng, có tiền nhiều như đất. Anh đếm bằng ngón tay. Chắc mà xua đã đọc báo. Tất biết tiếng một ông tào tháo tàu, tị nạn sang đây rồi chết non ở đây. Và tất mà xua lại biết tiếng một danh ca tự xưng là Maric hay Maler, Mũi thưởng thưởng mà tựa con rơi Người dạt như đồng hồ lít Anh Tào Tháo Tàu thả nhiều thứ lắm Để tiêu cái sầu nhớ được cứ mỗi chị sướng nủy đất Việt, si lang nhà Hán lại biếu một cái vòng ngọc đáng bốn năm chục. Riêng cho cô ma lơn, chàng tặng hẳn một cái nhà gạch, tức là ngót vạn. Có thế mà thôi đâu. Mỗi chầu hát, địa vị anh em ta thì chỉ chi độ hai ba chục là nhiều. Thế mà Hán lang phóng ra ít nhất là ba trăm tờ. Ăn uống lẻ cổ ra. Vừa ăn vừa nhổ cũng chỉ hết một trăm chứ bao nhiêu. Lãi hai trăm. Cả một tháng lương của một ngày tham ngài đốc mà xua thử ngẫm mà xem Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh phải không? Anh đề nghỉ nói Nhưng một anh khác đã nói tiếp theo Tôi nghĩ nhục cho cái thân thế Những anh An Nam đi chơi quá Nhưng may mà lại có một người đã rửa cho cái nhục ấy Rửa vào một cô gái nhảy tàu Xấu chứ không đẹp Vì nếu đẹp thì đã không phải là rửa thu rồi Thỏa tiền cho cô ả à hẳn 2.000 bạc Quý cô ả à như vàng Và đều đều mỗi tối tiêu vì cô à ít nhất là năm chục tuy vậy cũng chỉ mới có bằng nửa hán lang